Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 95. Trong mắt Lâm Nhất chợt có tia sáng lóe qua, hiện tại kiếm pháp và thể chất của hắn đều có thể tính là hàng đầu, chỉ còn thiếu điểm yếu thân pháp. Có Đằng Vân Quyết, chắc hẳn đủ để đền bù. Hắn đã được nhìn thấy rất nhiều thân pháp trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp, không nói cao thủ như Ô Tiếu Thiên, chỉ riêng đại đệ tử của các thế lực cấp bậc bá chủ như Tần Dương. Thân pháp cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu chân chính giao đấu chắc chắn sẽ rất bất lợi. Thân pháp này khá huyền ảo, nếu như mới vào tử phủ có lẽ sẽ khó lĩnh ngộ. Nhưng với tu vi của ngươi hiện tại, để lĩnh ngộ thì rất đúng lúc, tu hành sẽ thuận lợi hơn nhiều, mau xem qua đi. Trưởng lão Thủ Các cười khẽ. Lâm Nhất gật đầu, dán ngọc giản lên ấn đường. Trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh rộng lớn. Đó là một người áo trắng nặng nề hét lên, chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời mênh mông. Ông ấy thi triển bộ pháp vô cùng huyền diệu, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta không thể phỏng đoán. Trong lúc ông ấy di chuyển có kim quang chập chờn, hai tay dang rộng như đôi cánh của kim ô. Kim quang ngưng tụ thành bóng ảnh, trông như vô số sợi lông vũ vỗ cánh giữa ánh sáng vàng rực, phát ra tiếng leng keng ngọc côn luân vỡ nát, đó là tiếng kim ô đang gào thét. Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào thân pháp kỳ lạ của ông lão, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng bắt kịp, nhưng dần dần trở nên vô cùng khó khăn. Đến cuối cùng, ông lão bước đi trên không trung như cưỡi mây lướt gió, trong lúc di chuyển như một con kim ô chân chính bay nhanh như chớp, lấp lóe như điện. Kim ô tung cánh, gây chấn động như thể bức tường hư không cũng bị xuyên thủng. Đằng Vân Giá Vụ, Dĩ Thân Truy Nhật. Hình ảnh dần biến mất. Trong mắt Lâm Nhất lóe qua vô số tia kim quang, có vẻ hơi mờ mịt. Sau hai canh giờ, kim quang trong mắt mới từ từ tan biến, khôi phục vẻ linh động ngày thường, hiển nhiên đã thu hoạch được rất nhiều. Cảm ơn tiền bối. Lâm Nhất thầm mừng rỡ, thân pháp này quả nhiên cao minh. Trưởng lão Thủ Các mỉm cười, Lâm Nhất có thể hài lòng là tốt rồi, dù sao hắn cũng sẽ đại diện cho kiếm các tham gia quần long thịnh yến. Thực lực càng mạnh sẽ càng có lợi cho tông môn. Thời gian dần trôi qua, mấy ngày tiếp theo, Lâm Nhất đều ở chỗ sâu trong kiếm các để tu luyện Đằng Vân Quyết. Một ngày nghìn dặm, tiến bộ thần tốc. Bảy ngày sau, ở ngoài biên giới đế quốc Đại Tần có hai bóng dáng chậm rãi hạ xuống, họ đến từ Huyền Dương Điện của U Châu, gồm một già một trẻ. Ông lão có tu vi thiên phách, cùng là thiên phách nhưng trên người ông lão này có uy áp mênh mông. Văn Ngạn Bác còn lâu mới có thể so sánh. Nếu hai người đấu với nhau, Văn Ngạn Bác vừa chạm trán đã thua thê thảm, hoàn toàn không phải đối thủ. Vào lúc này, trong nội địa của đế quốc Đại Tần, một tia kiếm quang phóng thẳng lên trời, làm dao động gió mây. Dù cách rất xa, hai người vẫn cảm ứng được sự đáng sợ của kiếm uy này, bèn nhíu mày. Ở một nơi thế này mà lại có người có thể thăng cấp thiên phách. Khí tức còn nặng nề như vậy, không yếu hơn các trưởng lão thâm niên của Huyền Dương Điện bao nhiêu, hình như là phương hướng của kiếm các. Tần Dương lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên, sau đó lập tức trở nên nghiêm túc. Chắc hẳn là vị Mai các chủ đang bế quan kia. Ánh mắt ông lão áo đen chợt lóe, dù sao kiếm các cũng do kiếm vô danh sáng lập, đến nay vẫn có cao thủ xuất ẩn. Có điều chuyện cần làm vẫn phải làm. Nhưng ánh mắt của Tần Dương lại cực kỳ kiên định, như thể có chuyện rất quan trọng cần phải đến kiếm các. Sự cố chấp của Tần Dương khiến ông lão áo đen hơi bất đắc dĩ. Ông ta ngẩng đầu nhìn tia kiếm quang ở phía xa kia, khẽ chau mày, thiên phách với khí tức này chắc chắn không phải kẻ yếu. Họ đã hơi chủ quan trong chuyến đi lần này. Người có chắc viên yêu đan đó vẫn còn không? Ông lão áo đen đột nhiên hỏi. Chắc chắn vẫn còn, đó là một viên yêu đan cấp bậc vương giả, với cảnh giới của hắn thì không thể nào luyện hóa hoàn toàn được, ít nhất phải có cảnh giới âm dương viên mãn mới được. Vẻ nham hiểm chợt lóe qua trong mắt Tần Dương, hắn ta lạnh giọng, sau khi con hám thiên ma viên đó bị ta đánh trọng thương đã may mắn thăng cấp thành yêu thú vương giả, tự dưng lại hời cho tiểu tử kia. Sau đó trong cuộc đại quyết chiến, các yêu nghiệt hàng đầu và nhân tài mới nổi khác hầu như đều tranh giành một viên yêu đan thú vương. Ta cố hết sức lại không giành được một viên nào. Dù thế nào thì ta cũng phải giành lại viên yêu đan vốn nên thuộc về ta.
Hám Thiên Ma Viên đã thăng cấp thành yêu thú vương giả vào thời khắc sinh tử, đó là một con thú vương. Yêu thú cấp bậc bá chủ vốn đã vô cùng quý hiếm, giá trị của nó lập tức tăng vọt. Trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp này, mục tiêu của các yêu nghiệt hàng đầu là giết một con thú vương, thu hoạch một viên yêu đan vương giả. Một khi luyện hóa yêu đan cấp bậc vương giả, thực lực bản thân sẽ mạnh lên rất nhiều. Yêu sát vương giả ẩn chứa trong huyết mạch có lợi ích rất lớn đối với uy áp võ đạo. Nó thậm chí có thể giúp đánh thức một loại ý chí võ học, làm cho thực lực thoát thai đổi cốt. Lạ thật, tại sao lúc đó ngươi không ra tay? Ông lão áo đen khó hiểu hỏi, nếu Tần Dương giải quyết ngay lúc ấy thì bây giờ đã không rắc rối thế này. Tần Dương cười khổ, trưởng lão, có một chuyện ông không biết. Nghe nói Khuynh Nhược U của Tử Nguyệt Động Thiên từng bị người khác tát một bạt tai ở thành Thiên Lăng, mặc dù Tử Nguyệt Động Thiên đã đè chuyện này xuống, không để lọt ra ngoài quá nhiều tiếng gió, nhưng vẫn có một số tin đồn. Nghe nói chuyện đó có liên quan đến tiểu tử này, sau lưng hắn có Lạc Thủy Thượng Nhân chống lưng. Thành Mộ Kiếm cũng nằm trong biên giới Lôi Châu, ta không dám chắc tin đồn này là thật hay giả, nhưng đến đế quốc Đại Tần, dù tiểu tử này có quan hệ với Lạc Thủy Thượng Nhân, ông ta cũng không với tay được xa như vậy. Tần Dương tạm dừng, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trầm giọng nói tiếp, với lại U Châu Trung Quy vẫn thuộc địa bàn của Huyền Dương Điện. Ta không tin Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ dám chống đối Huyền Dương Điện. Dứt lời, hai người thi triển thân pháp lao về phía kiếm các với tốc độ nhanh như chớp. Chấm chấm chấm. Núi Hậu Sơn, Lăng Tiêu Kiếm Các. Nhìn từ xa, thân pháp khó bề tưởng tượng kia nhìn như đang bay trên không trung. Không có gì để nghi ngờ, chủ nhân của bóng dáng này chính là Lâm Nhất, sau khi nhận được Đằng Vân Quyết hắn đã lập tức tu luyện. Hô! Ánh sáng lấp lóe, Lâm Nhất giẫm nhẹ mũi chân vào hư không liên tiếp 3 lần, mỗi lần đều tạo thành gợn sóng nhẹ nhẹ như trên mặt nước. Rõ ràng hắn đang bước đi trên không trung nhưng lại như bước đi trên mặt đất, làn sóng lăn tăn khẽ gợn như mây trắng tản ra. Sau đó hắn đột nhiên bay lên, vững vàng đáp xuống trên đỉnh núi ở đối điện. Đằng Vân Giá Vụ, Dĩ Thân Truy Nhật, Đằng Vân Quyết này quả nhiên huyền diệu vô song. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe. Cái gọi là Đằng Vân không phải điều khiển áng mây, vượt qua cửu thiên mà là mượn lực trên không. Khi bước đi sẽ làm khí dao động, nhìn từ xa mỗi bước đi như mây trắng tản ra giữa không trung, tạo thành dị tượng Đằng Vân Giá Vụ. Thật ra nghĩ lại là có thể biết, nếu như có thể bước đi trên không thì tại sao phải Đằng Vân Giá Vụ? Tất cả chỉ là vẽ vời thêm chuyện thôi. Nhưng bây giờ mình chỉ có thể bước 3 bước, thời gian tu luyện còn hơi ngắn. Nghe nói đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ có thể mượn lực trên không, bước đi liên tiếp 9 bước, tạo thành dị tượng Long Đằng Cửu Thiên. Vèo. Hai tay nhẹ nhàng giang ra, hắn vững vàng đáp xuống. Ầm. Lúc này, trên ngọn núi chính của Lăng Tiêu Kiếm Các đột nhiên xuất hiện một tia kiếm quang chói mắt phóng thẳng lên trời. Tia kiếm quang ấy sắc bén đến nỗi như đâm thủng một lỗ thật lớn trên bầu trời, kiếm ý mênh mông lan rộng ra bốn phía, gió cuốn mây tan, dị tượng xuất hiện. Một khí tức đáng sợ từ xa đến gần. Soạt. Trước khí tức sắc bén này, ngọn núi lân cận lập tức bị cắt ngang gần 100 mét. Uy áp thiên phách mạnh quá. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, với uy áp thiên phách này, hiển nhiên thực lực rất kinh khủng. Dù ở Cửu Châu Nam Vực, số lượng người có thể có uy áp thiên phách cỡ này cũng rất ít. Văn Ngạn Bác so sánh với người này quả thật chẳng khác nào kiến và voi. Mai Hộ Pháp đột phá. Sau khi kinh ngạc, Lâm Nhất hoàn hồn lại, vẻ phấn khích tột cùng lộ ra trong mắt. Tiểu tử, đưa ta trở về. Lâm Nhất gọi một tiếng. Tử điện ma long điểu từ trên trời hạ xuống, cơ thể nó khổng lồ như một ngọn núi. Tử điện ma long điểu chở Lâm Nhất bay xuyên qua tầng mây như một tia chớp, chớp mắt đã tới trước ngọn núi chính của kiếm các. Tốc độ rất nhanh, nhanh hơn gấp 100 lần so với Đằng Vân Quyết của Lâm Nhất. Năng lực nghịch thiên như thế này nhưng lại không thể hâm mộ, cũng không thể so sánh, đó là ưu thế về thiên phú của yêu thú. Thành thật mà nói. Rất nhiều thân pháp mạnh của nhân loại đều được biến hóa từ yêu thú thượng cổ. Ngay cả Trục Nhật Thần Quyết cũng vậy. Vèo. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Lâm Nhất nhảy xuống khỏi lưng Tử Điện Ma Long Điểu, trên đường lên ngọn núi chính đã chật cứng người, bất kể là trưởng lão hay đệ tử đều vô cùng phấn khích. Mai hộ pháp thăng cấp lên thiên phách, thực lực của kiếm các chắc chắn sẽ mạnh hơn mấy cấp bậc. Sau khi đáp xuống, Lâm Nhất nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy vui mừng. Kể cả sau khi lão các chủ và thập tam ra đi, kiếm các vẫn có thể ngày càng thịnh vượng, bây giờ còn có thêm cao thủ thiên phách, coi như đã ổn định hoàn toàn. Vèo. Sau khi kiếm quang tiêu tán, một bóng dáng chậm rãi đáp xuống ngọn núi chính, đó chính là Mai Hộ Pháp đã lâu không gặp. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua, Mai Hộ Pháp đã già đi rất nhiều, nhưng khí sắc vẫn rất tốt, vầng trán đầy đặn, ánh mắt sắc bén, sắc mặt hồng hào. Sau khi thăng cấp lên thiên phách, tuổi thọ của võ giả sẽ tăng lên rất nhiều. Tuổi thọ bản mệnh mà Mai Hộ Pháp bị giảm cách đây thật lâu vì chữa trị kinh mạch cho Lâm Nhất coi như đã khôi phục triệt để. Chúc mừng các chủ đã thăng lên thiên phách, rạng danh kiếm các chúng ta. Các trưởng lão chấp kiếm lên tiếng chúc mừng đầu tiên, ngay sau đó trên núi toàn là tiếng chúc mừng dồn dập, kéo dài không dứt. Sau khi cảm ơn, tầm mắt Mai Hộ Pháp lướt qua, đến khi dừng lại vừa khéo dừng lại trên người Lâm Nhất. Lâm Nhất mỉm cười, lặng lẽ thi triển Đằng Vân Quyết lướt qua mọi người đến trước mặt Mai Hộ Pháp, quỳ một gối xuống, chắp tay gọi, đệ tử Lâm Nhất bái kiến Mai Hộ. Mai các chủ. Suýt chút nữa hắn đã quen miệng gọi thành Mai Hộ Pháp, Mai các chủ cười ha hả, không sao, người gọi ta thế nào cũng được, không cần thi lễ trịnh trọng như vậy. Để ta nhìn người kỹ hơn nào. Lâm Nhất nghe lời đứng dậy. Mai Hộ Pháp của trước đây, bây giờ là Mai các chủ quan sát Lâm Nhất, càng nhìn càng kinh ngạc. Ông ấy cảm nhận được kiếm ý kinh khủng từ trên người Lâm Nhất, quanh người hắn còn có rất nhiều ánh sáng đom đóm rực rỡ như vì sao trên trời. Mai các chủ kinh ngạc, lập tức hỏi, kiếm ý của ngươi. Bây giờ ông ấy đã xuất quan, đương nhiên phải đòi lại những uất ức trong nửa năm qua không thiếu một phần. Các trưởng lão chấp kiếm nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Một lát sau, Lạc Phong mới đáp, các chủ, mấy ngày trước Văn Ngạn Bác đến đây gây hấn, kết quả bị Lâm Nhất dùng ba quyền đánh nổ tung, bây giờ đế quốc Đại Tần không còn Hỗn Nguyên môn nữa. Gì cơ? Mai các chủ giật nảy mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lần này ông ấy thật sự rất bất ngờ. Mặc dù Văn Ngạn Bác thăng cấp lên thiên phách bằng cách sử dụng bí pháp, nhưng chung quy vẫn là cao thủ thiên phách, không ngờ lại bị Lâm Nhất đánh nổ bằng ba quyền. Tiểu tử, mới một năm không gặp mà ngươi đã làm ta sợ giật cả mình. Một lúc lâu sau, Mai các chủ mới lên tiếng cảm thán, ông ấy chợt biến sắc, lại hỏi, Bạch Lê Hiên có trở về không? Việc này, tất cả trưởng lão đều hơi lúng túng, dù sao Bạch Lê Hiên cũng là đệ tử thân truyền của Mai các chủ, từng được kỳ vọng rất cao trước khi Lâm Nhất đến. Lâm Nhất suy nghĩ rồi trả lời, các chủ, Tiểu Bạch đã gia nhập Càn Vân Tông. Bản tính hắn ta không xấu, lúc ở biển Trăng Khô cũng từng ra tay giúp đỡ ta, bây giờ hắn ta cũng được coi là một trong số những nhân tài mới nổi bật nhất. Nghe vậy, Mai các chủ và mọi người cũng được an ủi phần nào. Càn Vân Tông là một trong 9 đại bá chủ, có thể vào tông môn này, ít nhiều Lăng Tiêu kiếm các cũng có thể được nhờ. Ngày sau kiếm các gặp kiếp nạn, có mối quan hệ này chung quy vẫn là một trợ lực. Chỉ là họ hơi thất vọng, dù sao Lâm Nhất vẫn luôn đi khắp Cửu Châu với thân phận đệ tử kiếm các. Các chủ, Huyền Dương Điện có 2 người đến, nói là để chúc mừng các chủ thăng lên thiên phách. Lúc này có người vội vàng chạy tới, chắp tay thông báo. Mọi người khẽ biến sắc, Huyền Dương Điện nghe tin cũng nhanh thật, hơn nữa với địa vị của đối phương cũng không cần phải chúc mừng chính thức như thế. Mai các chủ trầm ngâm bảo, dẫn họ đến đại điện tông môn, ta sẽ đi tiếp đón. Tên đệ tử báo tin đờ người ra, lại nhỏ giọng nói, họ đã chỉ đích danh muốn Lâm sư huynh tiếp khách hạ. Mai các chủ ngẩn ra, sầm mặt lại, lạnh lùng bảo, kẻ đến không có ý tốt, 7 vị trưởng lão đi theo ta một chuyến. Ta cũng đi. Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, trong lòng thì hơi tò mò rốt cuộc là ai của Huyền Dương Điện muốn tìm hắn. Chúc mừng Mai các chủ đã thăng lên thiên phách, đế quốc Đại Tần có thể xuất hiện một cao thủ thiên phách quả thật không dễ dàng. Ông lão áo đen bên cạnh Tần Dương nheo mắt lại, cười bảo, vì đến vội vàng nên không chuẩn bị quà mừng, thật ngại quá.
Ông ta vừa dứt lời, Mai các chủ và các trưởng lão khác của kiếm các lập tức hiểu. Ông lão Huyền Dương Điện này không phải đến để chúc mừng, chắc là có mưu đồ khác. Mai các chủ khách sáo đáp lời, điềm nhiên như không có gì. Ngược lại Tần Dương đi thẳng vào vấn đề, cười thản nhiên, Lâm công tử, sau lần từ biệt ở thành Mộ Kiếm, dạo này ngươi có khỏe không? Ta vẫn khỏe. Lâm Nhất đáp bừa một câu. Còn ta thì không. Tần Dương sầm mặt lại, đột nhiên nói, một khí tức cực kỳ đáng sợ chậm rãi phát tán ra từ trên người hắn ta. Trong đại điện lập tức tràn ngập khí tức nóng rực, khí tức kia xâm nhập không chừa kẽ hở khiến các trưởng lão kiếm các ở đây cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể không vận chuyển chân nguyên để chống cự. Nhưng họ chợt hoảng sợ phát hiện sau khi khí tức này xâm nhập vào cơ thể, nó lại thiêu đốt chân nguyên của họ. Không vận công còn đỡ, nếu vận công thì toàn thân sẽ vô cùng khô nóng, mặt đỏ bừng như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Hắn ta đang ra oai. Mai các chủ hừ một tiếng, một luồng kiếm uy tràn ra ngoài, mạnh mẽ áp chế khí tức nóng rực phát ra từ trên người Tần Dương. Lúc này các trưởng lão chấp kiếm mới như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, trên trán có mồ hôi chảy xuống không ngừng. Họ đều nhìn Tần Dương với vẻ mặt khó coi. Đây chỉ là một đệ tử hậu bối của Huyền Dương Điện, thế mà chưa tung chiêu nào đã khiến họ chật vật như vậy. Tần Dương nhướng mày, thấy vẻ mặt Mai các chủ khó coi như muốn đuổi người, bèn cười thản nhiên, Mai các chủ đừng tức giận, ta tới đây không phải để thể hiện vũ lực của Huyền Dương Điện, cũng không để khoe thân phận yêu nghiệt hàng đầu trên bảng Long Vân, ta chỉ đến để đòi lại một thứ từ Lâm huynh đệ của Quý Tông. Ta không nhớ mình có thiếu ngươi thứ gì. Ánh mắt Lâm Nhất lười nhác nhưng vẫn có vẻ bâng quơ, không hề kiêng dè vì thân phận yêu nghiệt hàng đầu của đối phương. Bớt giả vờ giả vịt lại đi, ngày hôm đó nếu không nhờ ta ra tay đánh hám thiên ma viên trọng thương, người có thể nhặt của hời được sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Nhất, vẻ tức giận chợt lóe qua trong mắt Tần Dương, vẻ mặt hắn ta dần trở nên u ám. Tiểu tử, có người đến đòi ngươi yêu đan của hám thiên ma viên kìa. Lâm Nhất cũng không nói nhảm với hắn ta mà hô to về phía ngoài điện. Gào! Lúc này, phía xa lập tức vang lên tiếng thú gầm chấn động đất trời, sau đó có một thứ khổng lồ đáp xuống chỗ đất trống bên ngoài điện. Sau chấn động dữ dội, tất cả mọi người trong điện đều hốt hoảng, Tần Dương và ông lão áo đen đều xa sầm mặt. Là hơi thở của yêu thú cấp vương giả. Ngươi có ý gì? Tần Dương tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất hờ hững nói, ta không giấu giếm gì ngươi, yêu đan đã bị nó luyện hóa rồi, nếu ngươi có bản lĩnh thì đi lấy đi. Thêm một câu nữa, yêu đan của nó còn quý giá hơn của hám thiên ma viên gấp trăm lần, chỉ sợ ngươi không có mạng để lấy thôi. Ngươi tưởng ta không dám à? Tần Dương cười châm chọc, chỉ là một con súc vật được Lăng Tiêu kiếm các nuôi nhốt mà thôi, Lâm Nhất. Ngươi hoàn toàn không biết yêu nghiệt hàng đầu đáng sợ đến mức nào đâu, yêu thú cấp vương giả thì sao, chỉ cần giết chết là được. Vụt. Dứt lời, Tần Dương bay lên, rời khỏi đại điện của tông chủ. Rõ ràng hắn ta cho rằng yêu thú cấp vương giả này là yêu thú hộ sơn của Lăng Tiêu kiếm các, cho nên mới xem thường nó. Dù sao nơi này là Đại Tần đế quốc xa xôi, linh khí mỏng manh. Dù có xuất hiện yêu thú cấp vương giả cũng không có gì đáng sợ. Ông lão áo đen cười nhạt, ông ta bưng tách trà lên, nét mặt vô cùng ung dung, cũng không ngăn cản. Phụt. Nhưng lúc ông ta vừa mới khuất nước trà, định uống một ngụm thì có một người chật vật lăn vào. Người đó là Tần Dương, khóe miệng hắn ta có máu tươi chảy xuống, sắc mặt khá là khó coi. Hắn ta ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy vẻ giễu cợt trong mắt Lâm Nhất. Hắn ta lập tức nổi giận, hét to, ngươi giở trò với ta. Có chuyện gì vậy? Ông lão áo đen biến sắc mặt. Mai các chủ vung tay, trên đỉnh núi chính của kiếm các cách đó 10 dặm có một thanh kiếm bay đến. Là kiếm Tiêu Vân. Kiếm Tiêu Vân do tổ sư kiếm vô danh để lại bay đến, biến thành một tia sáng xuyên tường bay vào trong nháy mắt. Mai các chủ cầm lấy thanh kiếm đứng dậy. Bình tĩnh nói, Lăng Tiêu kiếm các thật sự không dám đắc tội Huyền Dương Điện. Nhưng các hạ ngông cuồng như thế, Lăng Tiêu kiếm các cũng có tự trọng của mình, một là các người rời đi, hai là ta tiễn các người đi. Khóe miệng ông lão áo đen khẽ giật,
rõ ràng ông ta không ngờ rằng Mai Các Chủ lại chợt trở nên hung hăng như thế. Đặc biệt là câu nói cuối cùng, gần như là đang đuổi người. Sắc mặt ông ta không ngừng thay đổi, một lúc lâu sau đó mới nói, đi. Tần Dương không cam lòng nhìn về phía Lâm Nhất, họ Lâm kia, đừng để ta gặp phải ngươi trên Quần Long Thịnh Yến. Gặp phải thì sao? Ánh mắt Lâm Nhất trở nên lạnh lùng, trong mắt có phong mang lóe lên, đâm thẳng vào tim hắn ta. Vào khoảnh khắc đó, Tần Dương cảm thấy lồng ngực mình như bị đâm trúng, người lạnh như băng, cực kỳ khó chịu. Chết tiệt! Tần Dương thầm mắng một tiếng, không dám nhìn vào mắt Lâm Nhất nữa mà xoay người rời đi. Hai người hùng hồn đến đây, khí thế hung hăng, cực kỳ khí phách, rõ ràng không ngờ rằng sẽ rời đi trong khó chịu như thế. Tất cả mọi người của Lăng Tiêu Kiếm Các đều cứng rắn tựa như kiếm, giống như không ai sợ chết cả. Quần Long Thịnh Yến vẫn chưa bắt đầu mà ngươi đã đắc tội với một yêu nghiệt hàng đầu, đây không phải chuyện tốt. Đợi sau khi hai người đi xa, Mai Các Chủ hơi lo lắng nói. Lâm Nhất hờ hững đáp, ta không sợ hắn. Không được sơ suất, Huyền Dương Điện là một trong 9 thế lực bá chủ, dù gì gốc gác cũng rất vững chắc. Mai Các Chủ khuyên một câu, sau đó nhẹ nhàng nói với hắn, chưa đến một tháng nữa Quần Long Thịnh Yến sẽ bắt đầu, e rằng Tần Dương đã đến giai đoạn mấu chốt để đột phá rồi, nếu không cũng sẽ không bỏ công đi kiếm chuyện với ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi ở lại Lăng Tiêu Kiếm Các tu luyện đi, sau đó thì đi cùng mấy công tử khác đi tới Thành Long Vân. Nếu thế, chẳng lẽ Lâm Nhất có năng lực tiến vào bảng 30 hay sao? Mọi người bàn tán xôn xao. Ngạc nhiên và kết luận bản thân đưa ra, lần gần đây nhất Lăng Tiêu Kiếm Các có người xuất hiện trên bảng Long Vân là mấy trăm năm trước. Hơn nữa chỉ được vào bảng, còn đứng hạng gần cuối. Bảng 30 là khái niệm gì? Đó là thứ hạng mà đệ tử nòng cốt của thế lực cấp bá chủ cũng không dám mơ ước đến, vừa nhìn Tần Dương đã biết đáng sợ đến mức nào rồi. Tuy hắn ta xa sút rời đi, nhưng trước đó hắn ta ra oai vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều trưởng lão chấp kiếm. Mai Hộ Pháp lắc đầu, nhẹ nhàng nói, thế giới này thay đổi rồi, e rằng Tam Vương Thất Anh trong 10 người đứng đầu 4 năm trước đã không còn giá trị tham khảo nữa rồi. Tần Dương trông đáng sợ, nhưng rõ ràng hắn ta đã bị kích động, hắn ta đang phải chịu đựng áp lực rất lớn cho nên mới chạy đến đây đòi yêu đan. Ánh mắt của Mai Hộ Pháp rất sắc bén, chỉ vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra sự lo lắng trong lòng Tần Dương. Hắn ta thật sự đã cảm nhận được áp lực to lớn trong thú triều nghìn năm khó gặp kia. Sau trận quyết chiến để cạnh tranh yêu đan của thú vương trong thú triều, hắn ta đã thua trong tay rất nhiều tân tú, còn bí mấy người như Ô Tiếu Thiên áp đảo, khiến hắn ta không thu hoạch được gì, cho nên hắn ta mới có ý đồ với Lâm Nhất. Nếu không phải vì lý do đó, hắn ta cũng không cần thiết phải hao tâm tổn sức như thế. Mai Hộ Pháp thản nhiên nói, Tần Dương này muốn bước vào bảng 30 một lần nữa là rất khó, còn Lâm Nhất, nếu ta đoán không lầm, có lẽ hắn cũng không có tư cách tranh giành 10 vị trí đầu. Thật ư? Các chủ, rốt cuộc ngài đã đoán được gì rồi? Lời của Mai Hộ Pháp khiến 7 trưởng lão chấp kiếm giật mình. Thiên cơ bất khả lộ. Đỉnh núi Cô Phong, Lăng Tiêu Kiếm Các. Lâm Nhất ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Nhắm mắt tính tu, kiếm Thanh Huyên đứng thẳng trên tảng đá cách đó 100 mét. Thịnh Yến sắp đến, thời gian còn lại không nhiều, sau khi củng cố thân pháp Đằng Vân Quyết, Lâm Nhất cũng không cố gắng tu luyện nữa, đến đây ngắm mây, nhìn sương mù, nghe tiếng gió, ngắm trăng, dùng nó để tu tâm, tu luyện kiếm tâm. Dù gì hắn cũng là một kiếm khách, dù Thương Long Cửu Biến có mạnh đến mấy, cho dù quyền pháp cấm kỵ thất sát quyền đáng sợ ra sao. Hay là Đằng Vân Quyết nghịch thiên đến mức nào? Hắn muốn tỏa sáng trên Quần Long Thịnh Yến, giành lấy thứ hạng bản thân mong muốn, thì nhất định phải dựa vào thanh kiếm trong tay. Nhìn thấy khí phách của Viêm Long Tử, Lâm Nhất hiểu rõ sự chênh lệch giữa hắn và Tam Vương Thất Anh. Muốn tranh đấu với những người này thì phải dựa vào kiếm ý thông linh của hắn, nếu có thể để kiếm tâm thăng lên một bậc, tu luyện kiếm ý thông linh đến cảnh giới tiểu thành. Thì chắc chắn sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn. Trước mặt hắn là biển mây vô tận, một vùng trắng xóa. Sau đó, ánh mặt trời lóe lên qua bình minh, vô số ánh sáng vàng chiếu rọi lên biển mây. Biển mây mênh mông lập tức trở nên rực rỡ chói sáng, như tiên cảnh trong mơ.
Xẹt, xẹt. Biển mây vô tận không ngừng bị xé rách như vải vóc, sau khi kéo dài 3.000 mét, khe nứt đó mới không mở rộng thêm nữa. Khe nứt chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó biển mây đã nhanh chóng khép lại, kiếm ý hoàn toàn không thể tồn tại lâu. Vẫn là 3.000 mét, kiếm ý thông linh này muốn thăng lên tiểu thành thật sự rất khó. Lâm Nhất tiện tay ném một cái, kiếm thanh huyên rơi vào trong vỏ kiếm cách đó 100 mét, trên đầu hắn có ánh sao như tuyết không ngừng rơi xuống. Lâm Nhất lắc đầu, lại ngồi xuống một lần nữa, ngắm mây bay, nghe tiếng gió. Mặc cho thời gian trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặn, Lâm Nhất vẫn ngồi yên trên đỉnh cô sơn này. Chẳng mấy chốc đã 5 ngày trôi qua. Mặt trời lại bắt đầu mọc, kim quang lấp lánh bao phủ biển mây. Dưới ánh nhìn của Lâm Nhất, kim quang bị tách ra rồi chậm rãi chiếu xuống, nhưng ánh sáng vàng kia như hạt gạo nhảy múa trong biển mây. Lâm Nhất chợt hiểu ra. Kiếm ý thông linh, vô hình mà có linh. Nhưng sau khi thông linh, vật vô hình lại có thể dễ dàng chém đứt vật hữu hình như bổ dưa. Dù là núi cao, đất đai, hay sông lớn, kiếm ý đều có thể chém đứt một cách dễ dàng. Nhưng về bản chất thì biển mây cũng là vật vô hình. Thì ra là thế, cách trước đó của mình sai rồi. Dùng cách chém đứt vật hữu hình để chém biển mây thì sao có thể thành công? Mình đã sai từ đầu rồi. Lâm Nhất lập tức hiểu ra, hắn giơ tay, cầm lấy kiếm táng hoa. Không có gì bất ngờ, một kiếm này của Lâm Nhất không hề sử dụng chân nguyên, cũng không vận sức, chỉ là kiếm ý đơn thuần, thoạt nhìn thì rất bình thường, không triển lộ hào quang. Nhưng khoảnh khắc nó vừa đâm ra lại khiến người ta cảm nhận được cái gì gọi là hủy diệt, vòm trời cũng bị bổ ra một khe nứt dữ tợn. Ầm ầm. Uy lực của một kiếm này lớn đến mức không cách nào tưởng tượng nổi, khiến vô số ngôi sao trên bầu trời rơi xuống, tụ lại cùng một chỗ, hình thành một tinh tuyền khổng lồ. Trong tinh tuyền có một quầng kiếm quang sáng ngời, bốn phương có mấy trăm ngôi sao sáng rực liên tục xoay tròn quanh kiếm quang. Trong lúc tinh tuyền chuyển động, nó bộc phát ra uy thế khủng bố tuyệt luân, chỉ trong một khoảnh khắc, kiếm uy của Lâm Nhất đã đạt đến tình trạng khủng bố trước nay chưa từng có. Một khắc sau, biển mây vạn mét phía trước lập tức bị một kiếm này chấn tan thành hư không. Soạt! Tinh tuyền hùng vĩ trên đỉnh đầu Lâm Nhất đã không còn bị biển mây che khuất, nó mặc sức phóng thích ngàn vạn hào quang trên đỉnh núi cổ, khiến cả vùng rừng núi được chiếu sáng rực rỡ, cứ như ánh mặt trời chói chang của buổi sớm mai. Kiếm ý thông linh thăng cấp tiểu thành. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, trên đỉnh núi vắng vẻ, hắn quyết định dùng kiếm ý thông linh tiểu thành để diễn luyện bá kiếm. Bôn lôi trảm điện. Kinh hồng phá nhật. Tinh thần đại bảo. Sảng khoái. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, chợt thét lên một tiếng, âm thanh như sấm rền, khiến cả dãy núi bị chấn động từng hồi. Có được kiếm ý thông linh tiểu thành, Lâm Nhất đã có thể khống chế bá kiếm vốn khó phục tùng như dã thú một cách nhẹ nhàng. Bá trảm thiên hạ được dung hợp 6 đại sát chiêu, ngoại trừ Lâm Nhất, không ai biết rõ một kiếm này khủng bố đến mức nào. Ngoài bá trảm thiên hạ, hắn còn có một át chủ bài đáng sợ hơn, đó chính là kiếm phá sơn hà đã đạt đến hóa cảnh. Bất kể là Trần Quang kiếm pháp hay bá kiếm do kiếm vô danh lưu lại cũng đều là tồn tại có 102 tại Nam Vực. Tuy nhiên, Lâm Nhất đã tiến thêm một bước nữa, từ trong hai đại kiếm pháp, sáng tạo ra hai đại kiếm chiêu của riêng mình, chắc chắn trong quần long thịnh yến, hắn sẽ nghênh đón thời khắc huy hoàng của bản thân. Quần long thịnh yến ngày một đến gần, mạch nước ngầm khắp cổ vực Nam Hoa cũng bắt đầu khởi động. Không riêng gì Lâm Nhất, những người khác cũng mất ăn mất ngủ, ngày đêm khổ tu, chỉ cầu có thể tỏa sáng trong thịnh yến. Tại một khu vực vắng vẻ trong sơn mạch Thiên Lăng thuộc thành Mộ Kiếm, Ô Tiếu Thiên của Huyết Thương Các tùy tiện ngồi trên một tảng đá. Ầm. Trong không khí có dòng khí màu đỏ như máu, lăn tăn như sóng nước, bao quanh người Ô Tiếu Thiên, phía trước hắn ta còn có hai viên yêu đan nhiễm ma khí vương giả. Hắn ta đang luyện hóa chúng. Yêu sát và ma khí được tinh luyện vô số lần trong yêu đan, sau đó liên tục rót vào cơ thể Ô Tiếu Thiên, trông như tia lửa điện. Huyết khí lơ lửng quanh thân hắn ta càng thêm nồng đậm, tươi đẹp và ướt át, quái đản hệt như máu của yêu ma. Sau khi hai viên yêu đan đã được luyện hóa xong, huyết khí dồi dào quanh thân hắn ta ào ào hội tụ, hóa thành một khối cầu máu hùng vĩ.
Oanh! Một khắc sau, khối cầu máu bốc cháy một cách kỳ dị, hóa thành huyết diễm hừng hực. Huyết diễm kia vô cùng kỳ quái, thoạt nhìn trông giống như chất lỏng, nhưng ánh lửa lại tỏa ra khắp bốn phía, khiến cả khe núi bị nhuộm thành màu đỏ tươi, vạn vật như bị phủ kín bởi ánh lửa đỏ như máu, mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng huyết diễm ma quyết cũng đạt đến tầng 12 viên mãn rồi. Ô Tiếu Thiên thở hắt ra một hơi, vẻ mặt không chút cảm xúc, không có vẻ gì là hưng phấn. Cứ như huyết diễm ma quyết, môn công pháp mà không ai trong huyết thương các có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng đối với hắn ta, lại chỉ là chuyện rất bình thường, không đáng để nhắc đến. Tuy nhiên, một lát sau, Ô Tiếu Thiên cũng không tiếp tục nghĩ nữa, người kia lựa chọn con đường gian nan nhất, chắc chắn không cách nào thành công, trái lại, sau khi hắn rời đi, có rất nhiều tân tú xuất hiện trong thú triều ngàn năm, cả đám đều mạnh đến nghịch thiên, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy có chút áp lực. E rằng quần long thịnh yến lần này sẽ rất đặc sắc, Khương Tử Diệp, người cũng chớ làm ta thất vọng. Trong đầu hắn ta bỗng xuất hiện một gương mặt tuyệt sắc trong trẻo mà lạnh lùng, ánh mắt Ô Tiếu Thiên chợt lạnh đi. Huyết diễm sau lưng cũng điên cuồng chuyển động, rồi thình lình nổ tung, trong vòng 10 dặm, vạn vật đóng băng, sinh cơ chôn vùi, lập tức héo rũ. Vùng đất băng giá ở cực bắc cổ vực Nam Hoa, tầng băng quanh năm không tan, giữa ngàn vạn ngọn núi tuyết, có một tòa sơn trang sừng sững trên đỉnh núi. Nơi này chính là Bắc Tuyết Sơn Trang. Bắc Tuyết Sơn Trang đứng thứ 3 trong 9 đại bá chủ, nội tình tông môn sâu không lường được, so với Tử Nguyệt Động Thiên được xưng là bá chủ mạnh nhất thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Trong sơn trang, một người trung niên mặc áo lam đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Người này chính là trang chủ của Bắc Tuyết Sơn Trang. Phía sau vương tọa của ông ta có cắm một thanh hàn kiếm, kiếm quang sắc bén, so với một trời tuyết trắng bên ngoài còn rét lạnh hơn. Trước mặt người trung niên áo lam có rất nhiều đệ tử tông môn đứng thẳng tắp trong gió tuyết, thân tựa như kiếm. Phía trước bọn họ là một người trẻ tuổi, người này đang quỳ trước vương tọa, vẻ mặt cung kính và cực kỳ nghiêm túc. Người nọ trông rất trẻ, cùng lắm chỉ mới 18, 19 tuổi mà thôi, nhưng tu vi lại vô cùng đáng sợ, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới bán bộ thiên phách. Ngoài ra, thứ đáng sợ hơn chính là kiếm ý tỏa ra trên người hắn ta, hùng hậu như đại dương mênh mông, lại như ngọn núi tuyết cực kỳ khắc nghiệt, duệ khí của hắn khiến người ta sợ hãi mà chùn bước. Mục Hàn, trong giàn hậu bối của Bắc Tuyết Sơn Trang ta, xét về thiên phú kiếm đạo, ngươi đứng đầu. Ta dưỡng ngươi 18 năm, không cho ngươi ra ngoài, cũng như dưỡng kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ thì thôi, một khi ra khỏi vỏ, tất khiến cả nam vực rung chuyển. Bắc Tuyết Sơn Trang ta cũng không phải chỉ có hư danh. Người trung niên áo lam lạnh giọng nói, quần long thịnh yến lần này, ít nhất ngươi phải tiến vào 15. 15, mục tiêu của ta là bảng 10, không vào được bảng 10, tất cả đều vô nghĩa. Sắc mặt của người trẻ tuổi đang quỳ trên mặt đất lạnh đến đáng sợ, lời của hắn ta càng thêm rét buốt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đáng tin. Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang xuất hiện giữa trời tuyết trắng, xuyên qua núi tuyết mênh mông, hướng về phía sơn trang. Những nơi kiếm quang đi qua, vô số bông tuyết đang lơ lửng giữa không trung chợt ngừng lại, cứ như thời gian cũng bị cô đọng lại tại khoảnh khắc này. Dù luồng kiếm quang kia đã đi rất xa, nhưng khoảng không xung quanh đó, một trời gió tuyết vẫn lặng im không động. Sư huynh! Sư huynh đã về! Nhìn thấy luồng kiếm quang kia, toàn bộ đệ tử của Bắc Tuyết Sơn Trang đều lộ vẻ hưng phấn, ngay cả Mục Hàn, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn ta cũng lóe lên một tia nghiêm túc. Người trung niên áo lam vốn đang nghiêm mặt, nhưng lúc này cũng bất giác mỉm cười. Người có thể khiến tất cả đệ tử của Bắc Tuyết Sơn Trang gọi một tiếng sư huynh, không ai khác ngoài Nam Cung Vãn Ngọc. Thịnh yến sắp đến, những người đứng đầu bảng Long Vân, nghe danh như sấm bên tai, lục tục hiện thân, quay trở về tông môn của bọn họ. Trong khi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Nam Cung Vãn Ngọc, một trong Tam Vương Thất Anh đã xuất hiện, và đây chỉ mới là bắt đầu. Quần Long Thịnh yến ngày càng đến gần, cổ vực Nam Hoa cũng ngày càng sôi trào mãnh liệt. Những nhân tài kiệt xuất đứng đầu 9 đại bá chủ đều biết được đại thế đã đến, ngõ trời sắp mở, lần quần long thịnh yến này sẽ là lần hưng thịnh nhất trong mấy ngàn năm qua, một khi bỏ lỡ, ắt sẽ hối tiếc cả đời.
đại thế sáng chói, không ai muốn an phận trong góc, mọi người đều có ý tranh đấu, cùng trời hỏi đạo. Quần Long Thịnh Yến lần này, đại chiến bảng Long Vân không chỉ là xếp hạng và số mệnh, mà còn là tấm vé để bước vào đại thế sáng chói, hễ là nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt, không ai muốn bỏ lỡ tấm vé vô cùng quý giá này. Càn Vân Tông, một trong 9 đại bá chủ của cổ vực Nam Hoa, tọa lạc tại Vân Châu. Biển mây mênh mông, hằng hà ngọn núi phá vỡ tầng mây, núi non trùng điệp, núi liền nhau, phía trên đỉnh mây có một tông môn sừng sững, đó là Càn Vân Tông. Trong tông môn, tông chủ Càn Vân Tông đang tế tổ. Phía sau ông ta, các đệ tử cốt cán đều có mặt đông đủ, mỗi một người lộ vẻ nghiêm túc, sâu trong mắt lại tràn ngập khẩn trương và hưng phấn. Ai cũng biết lần tế tổ này, từ trên xuống dưới tông môn đều cầu sư tổ phù hộ, để bọn họ có thể lấy được xếp hạng tốt ở Quần Long Thịnh Yến. Giữa rất nhiều đệ tử cốt cán tuấn tú và lịch lãm, sắc mặt Bạch Lê Hiên bình tĩnh, thoạt nhìn, hắn ta là người trẻ tuổi nhất, thế nhưng kiếm uy mờ ảo quanh thân cùng duệ khí ẩn sâu trong mắt lại bỏ xa những đệ tử cốt cán còn lại. Hắn ta có được thánh thể, đứng giữa các đệ tử cốt cán chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, phong tư chắc tuyệt. Phong thái thoáng có xu hướng vượt trội hơn hẳn những đệ tử cốt cán kia, rất khó tưởng tượng người này xuất thân từ đế quốc Đại Tần vắng vẻ, bởi lẽ tốc độ quật khởi của hắn ta thật sự quá nhanh. Trong trận thú triều ngàn năm khó gặp kia, hắn đã tỏa sáng, giành được một viên yêu đan cấp vương giả, trở thành một trong những tân tú chói mắt nhất. Tiểu Bạch, người cũng đến thắp một nén hương đi. Tông chủ Càn Vân Tông xoay người, trên khuôn mặt uy nghiêm nở một nụ cười hòa nhã. Ông ta đặt kỳ vọng rất cao vào Bạch Lê Hiên. Trước ánh mắt hâm mộ của chúng đệ tử, Bạch Lê Hiên nhận lấy 3 nén hương, cung kính vái, rồi cắm lên tế đàn. Khi ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc, hắn ta cảm thấy rất kỳ quái. Tấm bài vị cùng bức họa treo trên vách tường phía trước dường như sống lại, trong vô hình, nội tình mấy ngàn năm của Càn Vân Tông hoàn mỹ dung hợp với hắn ta, khiến chân nguyên trong cơ thể hắn ta liên tục sôi trào. Tiểu Bạch, đại thế đến, ngõ trời sắp mở. Quần Long Thịnh Yến lần này, người không chỉ ra sức vì tông môn, mà còn tranh giành cơ hội cho bản thân. Tông chủ Càn Vân Tông nhìn Bạch Lê Hiên, nói với giọng nghiêm túc. Rốt cuộc là đại thế như thế nào? Bạch Lê Hiên tò mò hỏi, hắn ta biết được một vài dấu vết lưu lại, nhưng mãi vẫn không hiểu được ý nghĩa trong đó. Tông chủ Càn Vân Tông trầm ngâm nói, đó là đại thế một bước lên trời. Trong quá khứ, trừ phi là yêu nghiệt nghịch thiên cải mệnh thì mới có một cơ hội mong manh để rời khỏi huyền hoàng. Còn bây giờ, hễ là nhân tài kiệt xuất tham gia Quần Long Thịnh Yến, mỗi một người đều có cơ hội này. Thế giới bên ngoài hoàng huyền giới. Nghe vậy, Bạch Lê Hiên có hơi chấn động, đây quả thật là điều hắn ta khó mà tưởng tượng nổi, dù sao thì cổ vực Nam Hoa cũng đã đủ lớn rồi. Sư tôn, ta đã trở về. Trong khi Bạch Lê Hiên còn đang ngẩn người, một bóng dáng xinh đẹp và yêu nhã hệt như cầu vồng đáp xuống với tốc độ tia chớp. Đó là một nữ tử thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, khuôn mặt bừng sáng như trăng rằm, tư thế hiên ngang. Nàng ta bước từng bước đến, bộ bộ sinh phong, mang đến áp lực cực lớn cho người xung quanh. Nàng này thiếu đi vài phần dịu dàng của nữ nhân, nhưng lại có thêm một chút mị lực của nam nhân, trái lại, toát lên sự hấp dẫn riêng biệt. Là Khương Tử Nguyệt, một trong thất anh của Nam Hoa, 4 năm trước, chính nàng ta đã dùng chưa đến 10 chiêu để đánh bại Ô Tiếu Thiên. Hiện tại, đã 4 năm trôi qua, nàng ta càng khiến người ta có cảm giác sâu không lường được. Chuyến du lịch và tôi luyện khắp cổ vực Nam Hoa đã giúp nàng ta trưởng thành hơn rất nhiều. Bạch Lê Hiên thầm kinh ngạc, nữ tử này có tu vi thật khủng khiếp, ngay cả kiếm ý của hắn ta cũng có chút run rẩy. Tuy nhiên, hắn ta vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phát hiện đối phương đang nhìn mình, Bạch Lê Hiên vội nói, bái kiến sư tỷ. Tử Nguyệt, người về vừa đúng lúc, đây là Tiểu Bạch, Bạch Lê Hiên, một nhân tài mới nổi của tông ta. Quần Long Thịnh Yến lần này, gần như Càn Vân tông ta đặt toàn bộ hy vọng trên người hắn, người hãy chăm sóc thật tốt cho vị sư đệ này, tông chủ Càn Vân tông cười nói. Khương Tử Nguyệt khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, quả thật không tệ. Nếu là bảng Long Vân trước kia, ắt sẽ tiến vào bảng 10, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Đáng tiếc, Quần Long Thịnh Yến lần này rất cổ quái,
ngay cả ta cũng không dám chắc có thể tiến vào bảng 10. Tông chủ Càn Vân Tông nhíu mày, cũng không biết Khương Tử Nguyệt đang khiêm tốn hay sự thật là thế. Trong lãnh thổ Yêu Châu thuộc cổ vực Nam Hoa, giữa những cánh rừng tùm, núi non trùng điệp, có vô số tòa cung điện tọa lạc. Cung điện được xây dựng khí thế mà thô kệch, mang một vẻ đẹp dữ tợn, có sự khác biệt rõ ràng với kiến trúc của các tông môn khác ở Nam Vực. Nơi này chính là Thiên Yêu Các, bá chủ đứng hàng thứ ba tại cổ vực Nam Hoa. Phía trên ngọn núi nóng nhất trong dãy núi, nơi dung nham nóng bỏng đang lưu động, sừng sững một tòa kiến trúc màu vàng cổ xưa. Trong điện, dung nham màu vàng uốn lượn, hơi nóng kinh khủng lan tỏa khắp nơi. Dung nham kia có sức nóng đáng sợ đến mức có thể dễ dàng hòa tan cả bảo khí. Nhưng lúc này, có một người ngâm mình trong đó, lười biếng nhắm hai mắt. Thân thể khủng bố như thế khiến người ta kinh hãi không thôi, quả thật có hơi khoa trương quá mức. Vèo. Trong đại điện có phần thô kệch bỗng có một ông lão với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện. Dung nham nóng bỏng chảy tràn trong điện dường như bị đóng băng bởi sự có mặt của ông ta. Thanh niên đang ngâm mình trong dung nham vội đứng dậy, giữa ánh kim loại lập lòe, đến khi hắn ta hoàn toàn rời khỏi ao, trên người đã phủ thêm một bộ chiến giáp long văn màu vàng. Viêm Long Tử, người mang trong người dòng máu của hậu duệ Viêm Long, 4 năm trước, người đã thất bại một lần, ta không cho phép người tiếp tục thất bại lần nữa. Sắc mặt ông lão lạnh lùng, lời nói cũng lạnh lẽo không kém. Viêm Long Tử là một trong tam tiểu vương của cổ vực Nam Hoa, xếp hàng thứ hai trên bảng Long Vân, nhưng trong mắt ông lão kia thì hắn ta chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối không thua. Sắc mặt Viêm Long Tử nghiêm túc, lời nói chân thật và đáng tin. Tốt lắm, trong mắt ta chỉ có vị trí thứ nhất, không giành được thì chính là phế vật, ông lão lạnh lùng nói, chỉ khi giành được hạng nhất, mới thật sự có cơ hội tranh đấu với nhân tài kiệt xuất ngoài vực, mới có thể bộc phát hào quang trong ngõ trời. Viêm Long Tử khẽ gật rồi chợt nói, sư phụ, ta nghe nói sư muội Vivi cũng muốn tham gia quần long thịnh yến lần này à? Đột nhiên, trong mắt ông lão lóe lên tia sáng lạnh, giọng cũng lạnh lùng hơn, trước kia, ta đã từng cảnh cáo ngươi, chớ có nhắm vào nàng không phải người mà ngươi có thể trêu vào đâu. Không dám, không dám, Viêm Long Tử cúi đầu nói. Tuy nhiên, đợi ông lão kia đi rồi. Hắn ta mới từ từ ngẩng đầu lên, nhếch mép cười khẩy. Không thể trêu vào à? Không thể trêu vào mới thú vị. Vô Cực, thật không ngờ ngươi chỉ ra ngoài một chuyến mà đã tu luyện Lôi Vân Quyết đến tầng thứ 13. Tử Lôi Tông ta khai tông mấy ngàn năm qua, nhưng không có một yêu nghiệt nào nghịch thiên như ngươi. Ngươi đã định sẵn không thuộc về Tử Lôi Tông, không thuộc về cổ vực Nam Hoa, ngươi chắc chắn sẽ rời khỏi Huyền Hoàng giới. Cuồng phong rít gào, sắc bén như mũi kiếm, sấm chớp không dứt, nơi này chính là cấm địa của Tử Lôi Tông. Một người trung niên áo tím tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thanh niên trước mặt. Đứng đối diện ông ta là Triệu Vô Cực, một trong tam tiểu vương của cổ vực Nam Hoa, xếp hạng thứ ba trên bảng Long Vân. Hắn ta vừa từ bên ngoài vực trở về, người trung niên áo tím có thể cảm nhận được có hai loại lực lượng khủng bố đang giằng co trên người hắn ta. Từ tận đáy lòng, ông ta đã lờ mờ đoán ra được một điều khủng khiếp. Sắc mặt Triệu Vô Cực lạnh lùng, thản nhiên nói, trước khi đi, ta biết mình cần phải làm gì. Quần long thịnh yến lần này, ta tất giành được hạng nhất. Hạng nhất? Người trung niên áo tím sững sờ, ông ta thật sự không dám nghĩ đến điều đó, và cũng không ngờ Triệu Vô Cực lại tự tin đến thế. Nếu ngươi có thể hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa chân chính của Lôi Vân Quyết, vị trí đệ nhất cũng không phải không được. Người đàn ông trung niên áo tím cười khẽ nói. Nếu ta đã vượt qua Lôi Vân Quyết thì sao? Triệu Vô Cực cười nhạt, trên người ông ta lập tức dâng lên khí thế như muốn chèn ép toàn bộ tông môn rộng lớn. Tử Nguyệt Động Thiên, cổ vực Nam Hoa. Nhắc đến quần long thịnh yến, Tử Nguyệt Động Thiên là một ngọn núi không thể vượt qua, vị trí đầu bảng đã bị Tử Nguyệt Động Thiên chiếm giữ rất nhiều lần. Tử Nguyệt Động Thiên là bá chủ mạnh nhất của Nam Vực, không cần nói nhiều cũng biết nền tảng và sức mạnh của bọn họ như thế nào, danh xứng với thực, không thể chối cãi. Các thế lực khác ở Nam Vực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với kiếm tông năm đó.
có thể là phụ thuộc vào kiếm tông, cũng có thể là kế thừa một vài võ học của kiếm tông, chỉ có tông môn thần bí là Tử Nguyệt Động Thiên không dính dáng vào. Nhưng chỉ vừa xuất hiện nó đã độc chiếm Lôi Châu, địa vị bá chủ không ai có thể lay chuyển. Không một ai ở cổ vực Nam Hoa dám coi thường Tử Nguyệt Động Thiên, thậm chí là tông môn ngoại vực cũng không dám khinh thường quá đáng. Trong núi non chập trùng có một trích tinh lâu chọc trời, vô cùng nổi bật. Ánh nắng mặt trời chói chang, mọi thứ đều có thể thấy rõ. Nhưng trên nóc trích tinh lâu lại là trăng tím treo cao, bóng đêm mờ mịt, đầy sao tô điểm. Một nam một nữ đang đứng sóng vai nhau, trước mặt bọn họ có một ông lão đang ngắm trăng. Uy thế trên người ông ta mạnh đến mức khiến người ta không thể thở nổi, ông ta cũng không phải người đứng đầu Tử Nguyệt Động Thiên, ông ta là phụ thân của Khuynh Nhược U, Khuynh Tử Dương. Nghe đồn ông ta chính là cường giả tinh quân duy nhất ở cổ vực Nam Hoa. Một nam một nữ sau lưng ông ta, nữ đương nhiên là Khuynh Nhược U, còn nam chính là Vũ Hạo Thiên truyền kỳ đứng đầu bảng Long Vân, gần như là một thần thoại. Khác với dáng vẻ vô địch trong tưởng tượng của người ngoài, lúc này trông Vũ Hạo Thiên rất khiêm tốn, không hề có chút khí thế. Nếu không phải người thật sự từng gặp hắn ta, thì chắc chắn chỉ nhìn một lần là sẽ quên mất, hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào. Nhưng một người như thế lại đứng đầu bảng Long Vân, 4 năm gần như không ai có thể đỡ nổi 10 chiêu trước hắn ta, mạnh đến mức khiến người ta tức chết. Nhược U, quần Long Thịnh Yến kỳ trước con chưa vào được 10 người đứng đầu, lần này con không thể như thế nữa. Khuynh Tử Dương lạnh lùng nói. Sắc mặt Khuynh Nhược U vẫn rất bình tĩnh, nàng ta nghiêm túc đáp, 4 năm trước 10 người đứng đầu quá mạnh, con cũng không dốc hết năng lực, 4 năm sau, con sẽ không nương tay nữa. Con biết là được, còn Hạo Thiên. Sư phụ, tầm mắt của con đã không còn ở cổ vực Nam Hoa nữa rồi. Không đợi Khuynh Tử Dương nói hết câu, Vũ Hạo Thiên đã ngẩng đầu, nghiêm túc nói từng chữ. Ai là chúa tể? Nhân tài khắp thiên hạ bắt đầu tập trung. Thịnh Yến đến gần, đệ tử của các tông môn lớn bắt đầu chuẩn bị lên đường, thậm chí các tông môn ở vùng đất xa xôi còn đã chạy tới thành Long Vân từ sớm. Lăng Tiêu Kiếm Các, Đại Tần. Đến lúc xuất phát rồi. Trên đỉnh Cô Sơn, Lâm Nhất mở mắt, giang hai tay ra. Bịch, bịch, bịch. Hắn nhảy xuống từ trên bầu trời cao mấy nghìn trượng, liên tục đạp 6 bước trong không trung. Mỗi một bước đều tạo ra dao động nhẹ màu vàng trong hư không, đến khi đạp xong 6 bước, khí thế trên người hắn đạt tới cấp độ chưa từng có. Sau khi đáp xuống đất, quanh người hắn có long ảnh như ẩn như hiện. Tuy hắn vẫn chưa tu luyện được Đằng Vân Quyết, nhưng dị tượng liên tục đạp 9 bước tạo thành long đằng cửu thiên cũng không khác biệt mấy. Hắn lao nhanh xuống, tàn ảnh xuất hiện khắp không trung, đã có hình ảnh mơ hồ của rồng. Khi chạy đến đại điện của tông môn, hắn bất ngờ phát hiện những công tử khác của Đại Tần đế quốc đều đã đến, Thủy Nguyệt và Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang, công tử Chiến Thú Phong Giã và Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh. Còn 3 người khác trong bát công tử, Tần Vũ đã chết, Vân Chân bị phế, Bạch Lê Hiên đã gia nhập Càn Vân Tông. Đại Tần đế quốc nói là có 8 người, nhưng thực tế cộng cả Lâm Nhất vào thì chỉ có 5 người tham gia quần Long Thịnh Yến. Nhưng theo như lời của Mai Các Chủ thì ở thành Long Vân còn có một sát hạch, mấy người này có thể thông qua sát hạch hay không vẫn chưa biết. Đã lâu không gặp. Mấy người nhóm Thủy Nguyệt và Tư Tuyết Y chào hỏi với Lâm Nhất, trong mắt họ lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Lâm Nhất vừa về đến Đại Tần đã đem đến xôn xao, khiến họ cực kỳ chấn động. Trong lòng họ cũng biết rõ họ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Lâm Nhất nữa rồi. Đối phương là yêu nghiệt thật sự có thể tranh đấu với thiên tài của toàn bộ Nam vực ở quần Long Thịnh Yến. Còn bản thân mình, họ cũng biết chỉ có thể đi mở mang tầm mắt thôi, hoàn toàn không có khả năng được vào bảng. Lâm Nhất gật đầu đáp lại, tán gẫu với họ mấy câu. Sau đó Mai Các Chủ và trưởng lão của các tông môn xuất hiện, gọi mọi người ngồi lên kiếm điêu. Kiếm hàm quang. Lâm Nhất đảo mắt nhìn qua. Phát hiện Mai Hộ Pháp đeo kiếm trên lưng, đó là bảo vật trấn tông của Lăng Tiêu Kiếm Các. Người ngoài không biết, chỉ có Lâm Nhất biết đây là một thanh danh kiếm hơn cả bảo khí. Không rời khỏi vỏ thì thôi, một khi ra khỏi vỏ phong mang vô địch, rất hiếm có cơ hội sử dụng.
Trước đó đấu với trưởng lão thiên phách của Huyền Dương Điện và Tần Dương, Mai Hồ Pháp cũng chỉ sử dụng kiếm Tiêu Vân, cũng không lấy thanh kiếm này ra. Đường xá xa xôi, đề phòng bất chắc. Mai Hộ Pháp nhìn Lâm Nhất, giải thích một câu, sau đó nghiêm túc nói, đi. Những con kiếm điêu lần lượt bay lên trời, chở mấy người lên tận trời cao, lúc Phong Dã còn đang không hiểu vì sao Lâm Nhất không leo lên kiếm điêu. Tử điện ma long điểu đã bay đến, xuất hiện trên đầu mọi người, sau đó chậm rãi giảm tốc độ lặng lẽ đi theo sau lưng mọi người. Có tử điện ma long điểu bảo vệ, mọi người có thể không sợ hãi tiến lên phía trước, không gặp phải phiền phức gì. Trên đường đi hắn cũng gặp rất nhiều tông môn tiến về thành Long Vân giống như họ. Quy mô cực lớn, cảnh tượng đồ sộ khiến mọi người càng thêm mong chờ sự kiện trọng đại này. Nửa tháng sau, đoàn người đi ngang qua mấy châu và đến một vùng đất cổ xưa. Vùng đất này có mây dày đặc bao phủ, diện tích rộng lớn vô bờ, dãy núi trùng điệp toát ra khí tức cực kỳ tang thương. Núi non hoang vu chập trùng, bao la bát ngát, mênh mông xa xăm. Nghe nói đây là châu thứ 10 của cổ vực Nam Hoa, có tên là Long Vân Châu. Nhưng ngày thường nó bị phong ấn trong kết giới thần bí, dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể vào trong, chỉ khi quần Long Thịnh Yến sắp diễn ra thì bức màn bí ẩn mới được hé lộ, thành Long Vân nằm sâu trong vùng đất cổ xưa này. Đến nơi đây, tất cả yêu thú phi hành đều không thể bay, mọi người chỉ có thể đi bộ. Lâm Nhất và Tử Điện Ma Long đều tạm thời tách ra. Nhưng khi đối phương chuẩn bị đi, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tiểu tử. Dứt lời, Lâm Nhất lấy kén máu do ngựa huyết long biến thành ra, hắn muốn hỏi đối phương rốt cuộc trạng thái của ngựa huyết long là thế nào. Tử điện ma long đều được truyền thừa ký ức cổ xưa từ huyết mạch, có lẽ nó sẽ biết một số chuyện mà Lạc Thủy Thượng Nhân không biết. Đây là kén rồng, tiểu tử trong kén phải cần một thời gian nữa mới thức tỉnh. Có điều kén rồng này có khá nhiều khuyết điểm, hình như là biến thành do bị ép buộc, sau khi thức tỉnh chưa chắc sẽ tiến hóa hoàn mỹ. Tử điện ma long điểu vừa nhìn đã nhận ra, nhẹ giọng trả lời. Người có cách nào khắc phục không? Lâm Nhất cau mày hỏi. Tử điện ma long điểu im lặng hồi lâu, nó quả thật có cách, nhưng phải dùng tới tinh huyết bản mệnh của nó để bồi bổ cho kén rồng này. Đưa kén rồng cho ta. Sau khi quần Long Thịnh Yến kết thúc, người đến núi Viêm Long tìm ta. Tử điện ma long đều rất nhanh đã đưa ra quyết định. Bây giờ nó đang tu luyện thương long cửu biến, huyết khí dị biến, thực lực tăng mạnh nên không ngại hao tổn một chút tinh huyết bản mệnh. Được. Lâm Nhất vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng đưa kén máu qua. Nhìn đối phương mang kén rồng đi xa, lông mày Lâm Nhất giãn ra, trước cuộc đại chiến coi như đã gửi gắm được nỗi lo. Long Vân Châu có diện tích lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ châu nào của Nam Vực, bên trong núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở như có những con rồng cuộn mình trên mặt đất. Sâu trong dãy núi chập trùng là một hoang nguyên rộng mênh mông. Giữa hoang nguyên là thành Long Vân cổ xưa, đó là một tòa thành trì vô cùng to lớn, nó như bảo ấn thiên địa trấn áp hàng nghìn, hàng vạn dãy núi ở vùng đất này. Trong sự mênh mông bất tận lộ ra bá khí coi khinh quần long. Lúc này, trong dãy núi ngoài thành đã có vô số người tập trung, người đông nghìn nghịt, khắp dãy núi đâu đâu cũng có. Nhưng mảnh hoang nguyên kia lại có cấm kỵ, không ai có thể đặt chân vào. Thành Long Vân sừng sững ở trung tâm hoang nguyên, chỉ có thể nhìn từ xa, miễn cưỡng nhìn thấy được hình dáng mơ hồ. So với Lăng Tiêu Kiếm Các, rất nhiều tông môn đã đến sớm hơn và dựng trại dừng chân trong dãy núi bên ngoài hoang nguyên. Nhóm người của đế quốc Đại Tần chạy đến, tìm một ngọn núi khá ít người ở phía ngoài, tạm thời dừng chân. Nhiều người thật đấy. Phong Dã ở ngoài doanh trại nhìn về phương xa, thầm tặc lưỡi. Trước đây cũng có quần Long Thịnh Yến, chẳng qua không náo nhiệt bằng lần này, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Tư Tuyết Y, hắn ta suy tư chỉ riêng cao thủ tử phủ đã có gần 100 vạn. Ta đoán tất cả cao thủ tử phủ ở cổ vực Nam Hoa đều đến. Dù không được dự thi thì họ cũng không muốn bỏ lỡ sự kiện quan trọng này. Đúng là như vậy, quần Long Thịnh Yến đợt này đã sớm được lưu truyền sùng sục, tất cả những người có năng lực đều muốn tận mắt chứng kiến sự kiện quan trọng này. Quá phô trương! Trong doanh trại, nhóm người Mai Hộ Pháp vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trước mặt cũng vô cùng kinh ngạc.
Quần long thịnh yến lớn nhất trong mấy nghìn năm qua quả nhiên danh bất hư truyền, số lượng người còn nhiều hơn gấp 10 lần so với lần trước. Mai hộ pháp khẽ thở dài, ta nghĩ các ngươi chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của Thành Long Vân, có được tư cách tham gia quần long thịnh yến, dù không giành được thứ hạng cũng sẽ được lợi rất nhiều. Khảo hạch chắc sẽ không khó lắm đâu nhỉ. Nhạc Thanh hơi thấp thỏm, hắn ta là người có thực lực yếu nhất trong số 5 người, tu vi chỉ mới đạt tới cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Hắn ta có vẻ không tự tin lắm về khảo hạch bí ẩn của Thành Long Vân. Mai Hộ Pháp và những người khác không nói gì thêm, nhưng nhìn vẻ mặt nặng nề của họ, hiển nhiên khảo hạch không dễ dàng như lời Nhạc Thanh nói. Sau đó, ngày nào cũng có tông môn đến, mảnh hoang nguyên này càng trở nên náo nhiệt hơn, ngay cả ngọn núi ở vị trí vắng vẻ của nhóm Lâm Nhất cũng đã chật cứng người, có vẻ hơi chen chúc. Các yêu nghiệt hàng đầu trên bảng Long Vân đã đến rồi. Ngày này, dãy núi đột nhiên trở nên huyên náo, là 30 yêu nghiệt đứng đầu bảng Long Vân lần lượt đến. Trước đó đã có một ít cao thủ bảng Long Vân đến, thậm chí có khá nhiều yêu nghiệt bảng trong cũng không hề nhấc lên gợn sóng quá lớn. Nhưng lần này khi các yêu nghiệt hàng đầu đến, đệ tử và trưởng lão của các đại tông môn đều không thể giữ bình tĩnh. Đó là Tần Dương của Huyền Dương Điện, một trong 30 người đứng đầu bảng Long Vân đợt trước, nhưng nghe nói hắn ta biểu hiện cũng không quá xuất sắc trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp. Tạ Vũ của Thanh Mộc Các cũng là một trong 30 yêu nghiệt đứng đầu bảng Long Vân đợt trước. Yêu nghiệt Huyết Thương Các đến rồi kìa, là Ô Tiếu Thiên và Cơ Vô Dạ. Ô Tiếu Thiên là cao thủ chân chính, thậm chí còn suýt lọt vào 10 vị trí đầu bảng Long Vân đợt trước. Trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp lần này, hắn ta đã tỏa sáng rực rỡ, rất nhiều tân tú đều bị dìm trước mặt hắn ta, nghe nói hắn ta đã đoạt được 2 viên yêu đan cấp bậc vương giả. Chấm chấm chấm. Trong dãy núi, tiếng bàn tán ầm ĩ không dứt, có thể cảm nhận được rõ dù là yêu nghiệt hàng đầu trên bảng Long Vân, mọi người cũng không khen ngợi một cách mù quáng. Điều họ quan tâm hơn đó là rốt cuộc có biểu hiện thế nào trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp, dù sao thì bảng Long Vân cũng đã qua 4 năm. Trong 4 năm qua đã có rất nhiều tân tú xuất hiện, rất nhiều cao thủ tụt lại phía sau. Phải luôn luôn tỏa sáng mới có thể được mọi người chú ý, chỉ cần tụt lại phía sau một chút sẽ lập tức bị phớt lờ. Sự tàn khốc và thờ ơ của con đường võ đạo được thể hiện vô cùng rõ qua những lời bàn tán này. Nhưng dù thế nào đi nữa, những người này đều là yêu nghiệt hàng đầu, họ vẫn là nhóm người đứng trên đỉnh tháp so với chúng sinh. Ít nhất thì chỉ cần xuất hiện sẽ lập tức được rất nhiều người nhận ra, trong lúc vô hình đã hình thành tên tuổi. Nhóm người Nhạc Thanh và Phong Dã vừa nhìn thấy những yêu nghiệt hàng đầu này, cảm xúc lập tức bành trướng, vô cùng kích động. Có thể được chú ý như thế trước mặt hàng trăm vạn người, vinh dự này khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Họ lén nhìn Lâm Nhất, thầm nghĩ, so với những người này, Lâm Nhất có vẻ yếu hơn rất nhiều. Ở đế quốc Đại Tần hắn vô cùng nổi tiếng, nhưng đến sự kiện hoành tráng như quần long thịnh yến lại ít người có thể nhận ra hắn. Không phải họ cố ý nghĩ vậy, mà do phân lượng của Lâm Nhất ở trong lòng họ rất nặng, họ sẽ khó tránh được việc so sánh hắn với những yêu nghiệt hàng đầu này. Rầm, rầm, rầm. Lúc này, dãy núi đột nhiên rung chuyển. Một loạt yêu thú đất liền khổng lồ xuất hiện, yêu sát trên người chúng mạnh mẽ bá đạo, tất cả đều là yêu thú cảnh giới thiên phách. Người của Càn Vân Tông đến, là Khương Tử Diệp và Bạch Lê Hiên. Triệu vô cực, nhìn kia, đó là Triệu vô cực của Tử Lôi Tông, một trong tam tiểu vương của cổ vực Nam Hoa. Uy áp mạnh quá, hắn ta có tu vi thiên phách sao? Người của Bắc Tuyết Sơn Trang, Thiên Yêu Các, Tử Nguyệt Động Thiên đến. Bá chủ chân chính đã đến, người của những thế lực này cưỡi yêu thú thiên phách do tông môn nuôi lần lượt xuất hiện khiến cả dãy núi chấn động. Tiếng yêu thú gầm thét đinh tai nhức óc, quanh quẩn không ngừng. Các nhân vật truyền kỳ thuộc Tam Vương Thất Anh của cổ vực Nam Hoa lần lượt xuất hiện, phong thái vô biên khiến người ta phải cảm thán. Trong lúc nhất thời, dãy núi trùng điệp này hoàn toàn trở nên sôi trào. Đây mới là truyền kỳ chân chính. Dù thời gian có thay đổi thế nào, địa vị của 10 người đứng đầu bảng Long Vân ở trong lòng mọi người vẫn rất khó thay thế được. Tên tuổi của những người này quá vang dội, miêu tả bằng câu như sấm bên tai cũng không đủ. Khương Tử Diệp, Nam Cung Vãn Ngọc, Triệu Vô Cực.
Viêm Long Tử. Các yêu nghiệt đứng trên đỉnh núi âm thầm tranh phong, ánh mắt họ giao nhau dường như có thể nghe thấy tiếng kiếm va chạm leng keng. Gió thổi mây bay, muôn hình vạn trạng, ai cũng không muốn dễ dàng nhận thua. Không có gì để nghi ngờ, Tam Vương Thất Anh đã được định sẵn rằng sẽ là những người tỏa sáng nhất trong quần Long Thịnh Yến. Tất cả mọi người đều hoa mắt, không biết nên tập trung vào ai, phong thái của những người này quá đáng kinh ngạc, sâu trong lòng họ vô cùng chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Anh hùng hào kiệt tề tụ, ai sẽ chìm, ai sẽ nổi? Phú Hạo Thiên, Khuynh Nhược U. Lúc này có người kinh ngạc nhỏ giọng thốt lên, trong dãy núi trùng điệp lập tức yên tĩnh, vô số ánh mắt đổ dồn về phía ngọn núi mà Tử Nguyệt Động Thiên chiếm cứ. Lâm Nhất đang nhắm mắt ngồi khoanh chân lập tức nhướng mày, mở mắt ra. Dòng chảy ngược. Phú Hạo Thiên. Yêu nghiệt mạnh nhất Tử Nguyệt Động Thiên, hắn ta là truyền kỳ chân chính của cổ vực Nam Hoa, một sự tồn tại như thần thoại. Hắn ta quá mạnh, thiên phú võ đạo của hắn ta là có 102 ở Nam Vực, tên của hắn ta như sấm vang bên tai, cổ vực Nam Hoa có rất ít người chưa nghe qua. Trong đợt quần Long Thịnh Yến 4 năm trước, hắn ta mới 17 tuổi nhưng lại thăng cấp cực nhanh, không ai có thể đỡ được 10 chiêu khi đối mặt với hắn ta. Chẳng những không ai có thể đánh lại hắn ta, rốt cuộc hắn ta có thực lực như thế nào thì cũng không ai biết. Rất khó tưởng tượng 4 năm sau hắn ta sẽ mạnh đến mức nào. Khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn ta, nhìn qua rõ ràng không có khác lạ, nhưng lại có một ma lực vô hình lôi kéo ánh mắt của mọi người. Che khuất đi hào quang của các Tam Vương Thất Anh khác. Điều này mang lại cho người ta cảm giác như thể khi hắn ta xuất hiện, quần Long Thịnh Yến đã kết thúc. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ hội tụ, ai sẽ chìm, ai sẽ nổi. Phú Hạo Thiên, Triệu Vô Cực và Viêm Long Tử của Tam Tiểu Vương đều nhếch môi cười, ánh mắt cực kỳ u ám. Họ cố tình che giấu sự sắc bén của mình, thoạt nhìn như không muốn tranh phong với Vũ Hạo Thiên. Nhưng nụ cười trên mặt lại rõ ràng khiến người ta cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Khuynh Nhược U ở bên cạnh Vũ Hạo Thiên cũng có phong thái chắc tuyệt, tuyệt sắc khuynh thành. Vô số ánh mắt mến mộ tập trung về phía nàng ta. Tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên danh tiếng lẫy lừng trên cổ vực Nam Hoa, khiến vô số người khuynh tâm vì nàng ta. Chỉ dựa vào sắc đẹp ấy, Khuynh Nhược U đã có thể có được một vị trí trong số yêu nghiệt tuyệt đỉnh này. Nhưng ai cũng biết, trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra, thực lực và thiên phú của nàng ta cũng mạnh đến đáng sợ. Ít nhất vị trí 10 hạng đầu trên bảng Long Vân, nàng ta có cơ hội khá lớn để giành lấy. Mạnh quá! Trên ngọn núi của đế quốc Đại Tần, Nhạc Thanh cảm khái không thôi. Hắn ta không chỉ nói đến Vũ Hạo Thiên, trừ Vũ Hạo Thiên ra, đám người Triệu Vô Cực cũng mạnh đáng sợ. Trong lúc hắn ta đang cảm thấy mông lung, những người này có thể mạnh hơn Phi Long tướng quân của Thần Sách Doanh gấp nhiều lần, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Nhưng những người này lại trẻ tuổi đến vậy, quang mang của bọn họ thực sự quá chói mắt. Tam Vương Thất Anh, yêu nghiệt chân chính của cổ vực Nam Hoa, đúng là khiến người ta tán thán. Mai Hộ Pháp vô cùng cảm khái, không khỏi chấn động. Theo ông ta thấy, Lâm Nhất đã đủ mạnh, nhưng so với mấy người này dường như có chút phai mờ. Bất cứ ai trong bọn họ cũng mạnh hơn mình gấp mấy lần. Ông ta là cao thủ thiên phách, ở trước mặt những người này không cảm thấy có chút ưu thế nào, ngược lại còn rất kiêng dè. Nhất thời ông ta không khỏi lo lắng, dù Lâm Nhất thật sự nắm giữ kiếm ý đáng sợ như ông ta nghĩ, e rằng cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Suy cho cùng cũng là quần Long Thịnh Yến hưng thịnh nhất trong mấy nghìn năm nay, không ai có thể nắm chắc tuyệt đối. Bây giờ ông ta chỉ hy vọng Lâm Nhất có thể tiến vào 30 hạng đầu là được rồi. Chuyện này đối với Lăng Tiêu Kiếm Các mà nói đã là vinh quang rất lớn, cũng có thể mang lại vận khí rất lớn. Lâm Nhất cũng đang quan sát Phú Hạo Thiên, hắn chỉ liếc nhìn mấy cái từ xa, sau đó ánh mắt đã dừng lại trên hai người khác trong Tam Tiểu Vương. Triệu Vô Cực và Viêm Long Tử. So với Triệu Vô Cực, Lâm Nhất quen thuộc với Viêm Long Tử hơn. Hắn từng nhìn thấy hắn ta trong một thoáng, cũng nghe tiểu tử nói đây là một người tàn độc, một đòn đỉnh cao suýt chút nữa giết chết yêu thú thiên phách cấp bá chủ. Thực lực như thế, Lâm Nhất trước khi nắm giữ kiếm ý thông linh đúng là không tưởng tượng nổi, nghĩ nát óc cũng không ngờ tới có thể có người mạnh như vậy. Còn bây giờ,
Lâm Nhất đã khác xưa, Thương Long Cửu Biến đạt đến biến thứ 8, chỉ dựa vào xác thịt cũng có thể ngang tài ngang sức với Tử Điện Ma Long Điểu, thậm chí hơi chiếm ưu thế. Đương nhiên đó là khi tiểu tử chưa tu luyện Thương Long Cửu Biến. Bây giờ, Lâm Nhất cũng không tin Viêm Long Tử có thể đánh trọng thương tiểu tử chỉ bằng một đòn. Còn lại là Triệu Vô Cực, người này Lâm Nhất có chút không nhìn thấu, nhưng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh sấm sét cực kỳ đáng sợ ở trên người hắn ta. Luồng sức mạnh sấm sét đó thậm chí còn mạnh hơn năng lực điều khiển tia sét của Tử Điện Ma Long Điểu một chút. Theo hắn thấy, khoảng cách của Tam Tiểu Vương ở Nam Vực có thể không lớn như người ngoài tưởng tượng. Dù là Triệu Vô Cực hay là Viêm Long Tử đều có năng lực tranh tài với Vũ Hạo Thiên. Ánh mắt tiếp tục nhìn tới, đường nhìn của Lâm Nhất lần lượt lướt qua Nam Hoa Thất Anh. Khi nhìn tới Khương Tử Diệp, hắn hơi dừng lại, nhìn thấy Bạch Lê Hiên ở bên cạnh, cũng không biết hắn ta tu luyện Thương Long Kiếm Quyết đến cảnh giới nào rồi. Gió là võ học thượng cổ cùng cấp bậc với Thương Long Cửu Biến, tiềm lực rất lớn. Với thiên phú kiếm đạo của đối phương rất dễ phát huy nó đến cực hạn. Đó là Nam Cung Vãn Ngọc sao? Trong Nam Hoa Thất Anh, Lâm Nhất đã nhìn thấy Nam Cung Vãn Ngọc. Đó là một người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả Tư Tuyết Y. Dù là Khuynh Nhược U, nếu đứng cùng hắn ta, e rằng cũng thua kém nửa bậc. Hắn ta thực sự rất đẹp, ngay cả Lâm Nhất cũng không khỏi nhìn thêm mấy cái. Nếu không phải đã nghe nói người này, liếc mắt nhìn qua chắc chắn hắn sẽ tưởng là con gái. Ô Tiếu Thiên nói hắn ta không kiên trì đột phá kiếm ý thông linh, mà đi con đường khác, đi con đường gì rồi? Trong lòng Lâm Nhất nổi lên tò mò, dù sao Nam Cung Vãn Ngọc cũng là kỳ tài kiếm đạo, nhiều người đã từng so đấu với hắn ta. Đúng lúc đó, một ánh mắt dừng trên người Lâm Nhất, kiếm ý hắn sắc bén, lập tức cảm giác được ánh nhìn đó. Quay đầu nhìn lại. Trên đỉnh núi mà Thiên Yêu Các chiếm cứ, bất ngờ phát hiện một người. Người đó mặc váy đỏ, quyến rũ động lòng người, nhưng lại ẩn nấp trong đám người, khiêm tốn giấu đi dung mạo như gió tuyết của mình. Nếu nàng ta hiện thân, e rằng Khuynh Nhược U sẽ trở nên phai mờ ngay lập tức, hoàn toàn không thể so sánh. Người đó tinh nghịch chớp mắt với Lâm Nhất có chút thất thần. Đợi đến khi nhìn lại thì phát hiện người đó đã nấp đi, Lâm Nhất hiểu ý mỉm cười. Thật là bất ngờ, ngày đó từ biệt ở mật cảnh Thanh Dương, không ngờ còn có thể gặp lại nàng ta ở quần Long Thịnh Yến. Trên người cô gái quả nhiên như những gì hắn nghĩ lúc trước, trên dưới toàn thân đều là bí mật. Có tiếng động lớn rung trời đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc, vùng hoang nguyên được dãy núi bảo vệ rung chuyển dữ dội. Kết giới bí ẩn bao phủ trong đó dường như đang chậm rãi vỡ tan. Thành Long Vân vốn chỉ có thể nhìn được một cái bóng mờ. Nhưng giờ đã rõ hơn rất nhiều, dõi mắt nhìn ra xa, có thể thấy được tường thành cao ngất, cổ xưa và nguy nga. Cửa thành to lớn đột ngột mở ra, vô số hào quang từ bên trong bắn ra ngoài, dường như có một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt mọi người. Cửa mở rồi. Khảo nghiệm Thành Long Vân sắp bắt đầu, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người thông qua khảo nghiệm. Trên sườn núi, bầu không khí lập tức sôi trào. Mọi người bàn tán xôn xao. Soạt. Khi hào quang phát ra từ cửa thành cổ kính tan hết, một con thủy long toàn thân rực sáng vọt ra trong tiếng gầm gừ. Rõ ràng là đứng ở cách đó mấy ngàn dặm, nhưng khoảnh khắc con rồng kia lao ra, dường như nó hiển hiện ngay trước mặt mọi người, khiến nhiều người bị dọa sợ. Ầm ầm. Khi thủy long kia di chuyển, mặt đất dường như phát nổ, không bao lâu sau trên vùng đất bao la và mờ ảo phía trước cổng thành bỗng xuất hiện một con sông rộng lớn uốn lượn. Tiếng sóng gào thét đan xen tiếng rồng ngâm, sóng nước dập dền, khi bọt nước va vào nhau, vậy mà lại phát ra âm thanh hệt như tiếng sấm rền. Khoảng không phía trên con sông liên tục xuất hiện những tia sét rạch nát vòng trời. Đây là một dòng sông cực kỳ khắc nghiệt, nhân tài kiệt xuất cảnh rời tử phủ bình thường có thể dễ dàng bị chụp chết bởi một cái bọt nước. Xíu. Yêu yêu. Sau khi con sông kia xuất hiện, một kết giới cực lớn có màu xanh da trời cũng đồng thời hiện ra, bao phủ hoàn toàn hoang nguyên. Khảo nghiệm đã bắt đầu. Vèo, 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 vèo. Trên dãy núi, âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, đám người Vũ Hạo Thiên dẫn đầu hiên ngang sông về phía trước, đáp xuống hoang nguyên.
những nhân tài kiệt xuất còn lại trên đỉnh núi cũng lập tức hành động, không cam lòng bị bỏ lại. Các ngươi cũng nên khởi hành đi thôi. Mai Hộ Pháp nhìn mấy người Lâm Nhất và nói, khảo nghiệm thành Long Vân, cửa thứ nhất chính là phá vỡ tầng kết giới màu xanh ra trời kia, cửa thứ hai là vượt sông, cửa cuối cùng là nhảy lên tường thành. Chỉ cần có thể từ con sông kia nhảy lên tường thành, sẽ có được tư cách tham gia quần Long Thịnh Yến. Đợi các ngươi leo lên tường thành, ngọc bội được ban thưởng trong Long Môn tranh tài sẽ được rót vào khí huyền hoàng, đồng thời khắc lên đó dấu ấn của tòa thành cổ xưa này. Sau khi nghe Mai Hộ Pháp giảng sơ một lượt, mấy người khẽ gật đầu, rồi lao nhanh trên đường núi. Sáu người đến từ đế quốc Đại Tần đã chính thức bắt đầu lữ trình quần Long Thịnh Yến. Tuy nhiên, Nhạc Thanh không được may mắn. Mấy người Lâm Nhất gần như phá vỡ kết giới màu xanh ra trời kia trong khoảnh khắc, thành công tiến vào Hoang Nguyên. Nhạc Thanh thi triển một kích đỉnh phong, đánh vào kết giới, nhưng kết giới lại không hề lay chuyển, trái lại còn chấn cho hắn ta bay ngược về sau, hộc máu ngay tại chỗ. Soảng! Khi Nhạc Thanh rơi xuống đất, ngọc bội bên hông hắn ta lập tức vỡ nát, xem như mất đi tư cách tiếp tục. Nhạc Thanh! Mấy người Tư Tuyết Y quay đầu nhìn, lộ vẻ lo lắng. Vẻ mặt Nhạc Thanh cực kỳ thất vọng, nhưng không chỉ riêng hắn ta, rất nhiều người cũng vậy, chỉ là cửa thứ nhất thôi mà đã đào thải mấy vạn nhân tài kiệt xuất. Ta không sao, các ngươi đi tiếp đi. Mãi một lúc lâu sau, Nhạc Thanh gượng cười, an ủi mọi người. Quá mức tàn khốc, mới cửa thứ nhất mà đã bị đào thải, nhưng mọi người chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Quần Long Thịnh Yến chính là bữa tiệc thuộc về kẻ mạnh thật sự, ở đây không có bất kỳ sự may mắn nào dành cho kẻ yếu. Lâm Nhất nhìn về phía trước, con sông hùng vĩ uốn lượn đập vào mắt, nhưng nó nào có giống một con sông, mà hệt như một con rồng đang chễm chệ trước cổng thành. Bọn họ phải di chuyển từ đuôi rồng, trải qua 9 lần ngoặt, lên đến đầu rồng, rồi từ đó bay vọt lên tường thành. Đoàn người tiến đến vị trí đuôi rồng, sắc mặt cả bọn thoáng thay đổi. Con sông này có hơi kỳ quái. Nhiều người vừa nhảy đến, còn chưa kịp đứng vững thì chợt nghe thấy tiếng gào thét nặng nề vọng đến từ dưới nước. Bọt nước sôi trào, hệt như đuôi rồng quét ngang qua, cứ thế đập cho đám người kia hộc máu. Đến khi bạn họ rơi xuống, tiếng ngọc nát liên tiếp vang lên. Âm thanh ngọc nát như tiếng lòng vỡ nát, đám nhân tài kiệt xuất kia lộ vẻ đau đớn cùng không cam lòng, sắc mặt tràn đầy thất vọng. Chuẩn bị 4 năm. Nào ngờ ngay cả tư cách bước lên con đường này cũng không có. Ba người Tư Tuyết Y, Phong Dã và cả Thủy Nguyệt đều lộ vẻ khó coi, thầm kinh hãi. Khảo nghiệm thành Long Vân khủng bố hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ, hiện tại, còn không chắc có thể qua cửa được hay không. Mấy người lộ vẻ căng thẳng, chuẩn bị bước lên dòng sông. Cẩn thận một chút, con sông này ngược dòng, vừa tiến vào, lực công kích sẽ rất mạnh. Nhất định không được chủ quan, Lâm Nhất lên tiếng nhắc nhở. Hắn đã quan sát rất kỹ, những người đi trước đều lộ vẻ cố hết sức. Tuy nhiên, đối với khảo nghiệm thành Long Vân, Lâm Nhất cũng không thể giúp được gì hơn, vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Trước ánh mắt hoang mang và kinh ngạc của ba người, Lâm Nhất điểm nhẹ mũi chân, hướng về phía vị trí đuôi rồng, cũng chính là điểm cuối cùng dòng sông, đáp xuống. Khi hắn sắp rơi xuống, có bọt nước hung hăng quét qua, nhưng còn chưa chạm đến Lâm Nhất thì đã yên tĩnh trở lại, cứ như một đầu dã thú hung hãn bị thuần phục. Lâm Nhất thấy nguy không sợ, vững vàng rơi xuống, tiến từng bước về phía trước. Chuyện quái gì vậy, đơn giản vậy à? Không nhìn lầm đó chứ, vừa nãy con sông này hung ác đến đáng sợ, sư đệ của ta đã bị đập trọng thương đấy. Nhóm người Phong Dã trợn mắt ngoác mồm. Rất nhiều người ở bên bờ cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ trong nhóm người không có gì nổi bật này lại có một cao thủ lợi hại như thế. Quả nhiên là dòng chảy ngược. Lâm Nhất bước đi trên mặt sông, nghĩ thầm trong lòng, thú vị, con sông này rất giống với con đường võ đạo, đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Anh hùng hào kiệt tề tụ, ai sẽ nổi, ai sẽ chìm. Lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi. Mắt Lâm Nhất sáng rực lên, hắn bước đi trên mặt sông cuồn cuộn như một thanh kiếm, mục tiêu là nhảy qua hóa rồng. Trên con sông ngược dòng cuồn cuộn, Lâm Nhất bước đi không quá nhanh nhưng lại rất vững vàng.
Các nhân tài kiệt xuất của vực Nam Hoa bước đi trên mặt sông mà như là đang đi trên lưng một con rồng tức giận, với vẻ mặt căng thẳng và sự sụp đổ trong lòng, cố hết sức tập trung tinh thần. Nhưng con sông này chảy quá xiết, làn sóng sao động, khi va chạm sẽ phát ra tiếng động đinh tai nhức óc như sấm. Đặc biệt là những chỗ rẽ của con sông ngoằn ngoèo, sóng dâng chồng chất tạo thành bức tường sóng cao gần trăm trượng. Bức tường sóng đánh xuống sẽ có cái bóng khổng lồ bao trùm, uy thế mạnh mẽ vô cùng đáng sợ. Các nhân tài kiệt xuất Nam vực đứng chật cứng trên con sông rộng lớn, nhưng mỗi giây mỗi phút đều có người bị hất văng ra xa không chút thương tiếc. Đặc biệt là ở chỗ rẽ, bức tường sóng hạ xuống, mấy trăm người hộc máu văng ra xa, tiếng ngọc vỡ đồng loạt vang lên giữa không trung, quanh quẩn không ngừng, cảnh tượng hết sức nguy hiểm và đáng sợ. Thời gian dần trôi qua, trong lúc bất giác Lâm Nhất đã bình tĩnh vượt qua ba chỗ rẽ. Số người còn có thể đi cùng hắn chỉ còn chưa tới mấy nghìn người, con số này trên mặt sông rộng lớn có vẻ cực kỳ thưa thớt. Đến chỗ rẽ thứ sáu, làn sóng dữ dội đột nhiên ngưng tụ thành vòi rồng nước khủng khiếp, nó xé rách hư không, mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm, mấy chục vòi rồng nước khổng lồ chiếm trọn cả mặt sông rộng lớn với khí thế bá đạo vô song. Sức công kích vốn đã mạnh mẽ còn dày đặc như thế, mức độ nguy hiểm lập tức tăng gấp bội. Khi những người khác lần lượt giảm tốc độ, bày thế sẵn sàng tiếp chiêu, Lâm Nhất vẫn không nhanh không chậm bước về phía trước. Khi vòi rồng nước sắp đánh tới, Lâm Nhất nhướng mày, đột nhiên tăng tốc xuyên thẳng qua vô số vòi rồng san sát nhau. Thật to gan, không ngờ hắn lại dám lao tới, không sợ bị cuốn vào sao. Người này ngây thơ nhỉ, thế mà lại muốn xuyên qua bằng kỹ thuật. Vòi rồng nước này rất mạnh, với lực hút của chúng, bán bộ thiên phách cũng không chịu được thời gian quá dài. Thật ngu xuẩn, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ở cửa ải này tốt nhất là nên chống đỡ vài đợt công kích sẽ tốt hơn, nếu không một khi bị cuốn vào, có thể sẽ bị hơn 10 vòi rồng nước xoáy thành nhiều mảnh. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Nhất giang hai tay ra, xuyên thẳng qua giữa mấy chục vòi rồng nước khổng lồ. Ầm ầm. Những vòi rồng nước trên mặt sông này thoạt nhìn như dày đặc, lúc xoay tròn phát ra lực hút vô cùng lớn, nhưng cảnh tượng nhìn như nguy hiểm thật ra vô cùng đơn giản đối với Lâm Nhất, hắn nhìn thoáng qua đã phát hiện hư thực trong đó. Vòi rồng nước xoay tròn rõ ràng theo quy luật, chỉ cần có tốc độ nhanh sẽ đủ để xuyên qua mà không bị thương. Hơn nữa với thể chất của hắn, dù bị cuốn vào cũng có thể dễ dàng thoát ra. Giữa mấy chục vòi rồng nước dày đặc, Lâm Nhất thi triển Đằng Vân Quyết đến cực hạn, thân hình biến ảo, mỗi lần mũi chân dẫm xuống mặt nước đều sẽ dịch mấy vòi rồng nước ra xa. Trong bóng ảnh như mộng ảo, hắn bước liên tục 7 bước, sóng nước dao động. Một sức mạnh khủng khiếp lan rộng trong nước, người ngoài không thể phát hiện sức mạnh khủng khiếp này đang lặng lẽ xé những vết nước trên vòi rồng nước rộng ra gấp đôi. Sau khi bước đủ 7 bước, bóng ảnh chồng lên nhau, Lâm Nhất mặc áo xanh chậm rãi hiện thân, vô số vòi rồng nước bị bỏ lại phía sau. Thành công rồi ư? Mẹ nó, đây là thân pháp gì thế, thật đáng sợ. Rốt cuộc người này là ai? Thực lực mạnh như thế, không đến mức không có tiếng tăm gì đâu nhỉ. Hơn 1.000 người vốn đang đi song song với Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc này chỉ kéo dài một lát, bởi vì những vòi rồng nước đáng sợ kia đã lướt qua chỗ rẽ, tiến thẳng về phía họ. Sau chuyện này, có không ít người âm thầm chú ý tới Lâm Nhất. Lúc này họ mới bừng tỉnh, thiếu niên nhìn như không nhanh không chậm này thực chất có tốc độ nhanh đến đáng sợ, toàn thân hắn được bao phủ bởi một kiếm thế vô hình, khiến dòng sông chảy xiết hoàn toàn không thể sao động dưới chân hắn. Bất giác Lâm Nhất đã đi tới chỗ rẽ thứ 8. Lúc này mọi người đều cố ý giảm tốc độ, chậm rãi tích tụ chân nguyên trong cơ thể, họ nhìn như chậm hơn rất nhiều, nhưng khí thế trên người lại điên cuồng tăng vọt trong lúc vô hình. Bởi vì qua chỗ rẽ này sẽ bước vào đầu rồng của con sông này, ở nơi đó sẽ phải đối mặt với khảo hạch cuối cùng của Thành Long Vân. Có thể nhảy qua hóa rồng hay không đều phụ thuộc vào lần này. Giờ phút này, ở đây đã tập trung mấy nghìn người, họ đều lặng lẽ chứ thế. Những người này có thể đứng ở phía trước cũng được coi là nhân vật ưu tú của Quần Long Thịnh Yến đợt này, nếu không họ đã không thể tới đây đầu tiên. Về phần Lâm Nhất, hắn đi chậm hơn nên mới đứng sau những người này.
cảm nhận được có người ở sau lưng, rất nhiều người quay đầu nhìn lại, thấy là Lâm Nhất thì tỏ ra kinh ngạc. Không ngờ chỉ có một người, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trước đó lần nào cũng có ít nhất hơn 100 người đi cùng. Có thể đi một mình và bỏ xa những người khác, chứng tỏ thực lực của người này không tệ. Lâm Nhất. Hai người trong số đó nhận ra Lâm Nhất, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Là Dương Phàm và Quách Húc, mặc dù hai người bị rất nhiều nhân tài mới nổi vượt xa, nhưng chung quy vẫn là yêu nghiệt bảng ngoài bảng Long Vân đợt trước. Trong số hơn 10 vạn nhân tài kiệt xuất tham gia khảo hạch, họ chắc chắn mạnh hơn đa số người, có thể đứng gần trước cũng không có gì bất ngờ. Sao bây giờ ngươi mới đến? Quách Húc hỏi, với thực lực của Lâm Nhất thì không nên chậm như vậy mới đúng. Ta không vội, dù sao cũng chỉ là khảo hạch, có thể thông qua là được rồi, Lâm Nhất nhẹ giọng trả lời. Dương Phàm nhìn Lâm Nhất, mơ hồ không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, bèn hỏi, bây giờ tu vi của ngươi ra sao rồi? Cảnh giới âm dương đại thành đỉnh phong, có thể thăng lên viên mãn bất cứ lúc nào. Lâm Nhất cũng không giấu giếm, hắn luyện hóa quả viêm long 3.000 năm kia, ngoại trừ thương long cửu biến tiến bộ vượt bậc một cách bất ngờ, tu vi cũng tăng lên khá nhiều, nếu không phải do hắn cố tình áp chế thì thậm chí đã thăng lên cảnh giới âm dương viên mãn. Dương Phàm và Quách Húc lập tức hít vào một hơi, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt như đang quái vật. Quá khoa trương, họ còn nhớ lúc ở thành Thiên Lăng đối phương mới thăng lên cảnh giới âm dương tiểu thành. Bây giờ mới qua bao lâu mà đã sắp đạt tới cảnh giới âm dương viên mãn. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, nếu cho hắn đủ thời gian, có lẽ yêu nghiệt đẳng cấp như thất anh của Nam Hoa cũng rất khó chân áp hắn. Ba người đều cố gắng đi chậm hơn rất nhiều, lúc nói chuyện phiếm đều nhìn chằm chằm vào đầu rồng ở phía trước. Nhảy qua hóa rồng, đây là ải khó nhất của khảo hạch thành Long Vân, bước vào cửa thành sẽ có được tư cách dự thi, nhưng một bước này rất khó. Chưa kể trên đầu rồng chảy ngược này rất khó mượn lực, bức tường thành cao ngất kia còn có mấy chiếc chống trận. Chỉ cần có người nhảy lên, chống trận sẽ tự động vang lên. Tiếng chống như sấm, đinh tai nhức óc khiến huyết mạch người ta bành trướng, chân nguyên hỗn loạn. Trên bức tường thành cao ngất đã có rất nhiều người đang đứng, họ lạnh lùng nhìn xuống đám người ở bên dưới. Ngoại trừ Vũ Hạo Thiên, Triệu Vô Cực, Viêm Long Tử, Nam Cung Vãn Ngọc. Hầu hết các yêu nghiệt hàng đầu xếp hạng 30 vị trí đầu bảng Long Vân cũng đã lên tường thành. Theo ba người nhóm Lâm Nhất bí mật quan sát, rất nhiều người nhảy lên đều bị rơi xuống, bị đánh văng ra xa ngay giữa không trung. Có vài người rất đáng tiếc, chỉ còn cách tường thành chưa tới 100 mét nhưng lại không thể đáp xuống. Không phải đã nói đây là đợt quần Long Thịnh Yến cường thịnh nhất mấy nghìn năm qua ư, tại sao rác rưởi vẫn nhiều thế nhỉ? Trên tường thành có người khinh thường mỉa mai. Vèo. Bỗng nhiên có một tia huyết quang phóng lên, tiếng xé gió chói tai rít gào, một bóng dáng bay thẳng về phía tường thành thẳng tắp. Là Cơ Vô Dạ. Hắn ta lơ lửng giữa không trung, khi sắp đáp xuống, 10 chiếc chống trận chín mặt cao 10 trượng trên tường thành vang lên. Thùng, thùng, thùng. Tiếng chống trận to rõ và vang dội, nhịp nhàng như một hành khúc cổ xưa nào đó. Mỗi khi tiếng trống vang lên sẽ tạo ra sóng âm kim sắc hóa thành thực thể, bắn về phía Cơ Vô Dạ giữa không trung. Cơ Vô Dạ tốn một chút thời gian, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn ta rất mạnh, cuối cùng đã vững vàng đáp xuống tường thành. Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm người Lâm Nhất. Họ đã chứ thế từ trước, nhưng khi đến vị trí đầu rồng vẫn cảm nhận được áp lực không nhỏ. Đối mặt với tòa thành cổ này, uy áp lớn mạnh phủ xuống khiến người ta rung động mạnh. Thảo nào những người trước đó rõ ràng có thực lực không quá yếu nhưng vẫn thất bại. Bay lên dưới áp lực này như gánh một ngọn núi trên vai, mà bức tường thành kia lại cao gần trăm trượng. Vèo, vèo, vèo. Rất nhiều người không nhẫn nại được nữa, xung phong bay lên, tiếc là hầu hết một nửa trong số họ đều bị rơi xuống, ngọc bội vỡ tan tành giữa không trung. Khó đến thế ư, ta sẽ thử trước. Quách Húc mỉm cười. Tỏ ra vô cùng tự tin, dù sao hắn ta cũng là nhân tài kiệt xuất trên bảng ngoài bảng Long Vân đợt trước. Dù thế nào cũng không đến mức không giành được tư cách dự thi lần này. Hắn ta thoải mái bước lên đầu rồng, dòng sông dưới chân chảy cuồn cuộn, hít một hơi bay lên cao. Hô!
Toàn thân hắn ta lập lòe tia điện như một cây trường mâu lôi điện xuyên thủng hư không, bắn thẳng về phía tường thành. Chớp mắt hắn ta đã bay tới độ cao ngang với tường thành, có thể nói là vô cùng thuận lợi. Thùng, thùng, thùng. Nhưng Quách Húc còn chưa kịp nở nụ cười, trống trận trên tường thành đã bắt đầu phát ra tiếng, hành khúc cổ xưa vang lên khiến huyết mạch hắn ta bành trướng, mặt đỏ bừng. Không ổn. Dương Phàm khẽ biến sắc, Quách Húc hơi chủ quan, ỷ vào thân phận nhân tài kiệt xuất bảng Long Vân của mình nên đã không dốc toàn lực. Khảo hạch lần này rõ ràng khó hơn gấp mấy lần so với khảo hạch thành Long Vân 4 năm trước. Giữa không trung, Quách Húc không thể tiếp tục bay lên, tâm lý chợt hoảng loạn, ngay lúc hoảng loạn này, tiếng trống trận bên tai hắn ta càng thêm vang dội. Thùng thùng thùng. Tiếng trống biến thành sóng âm có thực thể cuốn tới, Quách Húc dốc hết toàn lực, không ngừng ra tay đánh tan sóng âm đột kích, nhưng chân nguyên của hắn ta đã rối loạn, không thể điều động. Mặc dù sóng âm bị đánh tan liên tục, nhưng cơ thể hắn ta lại mất khống chế rơi xuống, khi thấy mình càng lúc càng cách xa tường thành. Không, không, không. Mặt mũi Quách Húc vặn vẹo, dù hắn ta có kêu gào lớn thế nào vẫn không làm được gì. Răng rắc. Hai tay vô lực giãy giụa, khi Quách Húc sắp rơi xuống thì ngọc bội bên hông vỡ vụn, hắn ta đã mất tư cách tham gia quần long thịnh yến đợt này. Môn lôi thủ Quách Húc, thất bại. Một tràng tiếng thốt vô cùng kinh ngạc vang lên giữa dãy núi, đây là một bất ngờ rất lớn khiến rất nhiều người không đoán trước được. Tuy hắn ta chỉ là yêu nghiệt bảng ngoài bảng Long Vân đợt trước, nhưng chung quy vẫn là nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân, thế mà ngay cả cửa thành cũng không lên được. Không phải là do khảo hạch quá khó, mà là tên Quách Húc này quá vô dụng, tiếng ồn ào bốn phía không ngừng vang lên tai. Thật vô dụng, ngay cả tường thành cũng không lên được, thế mà còn không biết xấu hổ tự xưng là bôn lôi thủ. Trên tường thành có người cười nhạo. Lâm Nhất nhìn lên. Là Tần Dương của Huyền Dương Điện, hắn ta đã lên tường thành từ sớm, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người, nhìn Quách Húc thất bại khảo hạch với vẻ mặt đầy khinh thường. Ngay cả Quách Húc cũng thất bại, khảo hạch này khó thật đấy. Khó quá đi, chỉ đến được đầu rồng đã loại gần 7 phần 10. Còn phải leo lên tường thành, có lẽ sẽ loại 9 phần 10 số người. Có thể là do tên Quách Húc này quá vô dụng. Dù sao năm đó hắn ta cũng chỉ là yêu nghiệt bảng ngoài, 4 năm trôi qua, mọi người đều đã tiến bộ. Quách Húc bị loại gây chấn động rất lớn, khiến mọi người vô cùng ồn ào. Lâm Nhất và Dương Phàm đều cảm thấy đáng tiếc, hai người biết rõ Quách Húc hoàn toàn có thực lực lên tường thành. Tiếc là hắn ta hơi chủ quan, không ngờ khi trống trận vang lên lại quấy nhiễu lớn như thế, làm cho hắn ta không vận công được. Một khi đã rơi xuống, đối mặt với uy áp thành Long Vân sẽ rất khó vùng dậy, trong quá trình rơi xuống uy áp cổ xưa sẽ chỉ càng lúc càng nặng nề. Có lẽ vì sự thất bại của Quách Húc đã khiến những người khảo hạch tiếp theo đều cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Rất nhiều người bay lên đều bị đẩy về lại giữa đường. Cho đến khi Dương Phàm lên sân khấu, bay thẳng tới tường thành. Khi trống trận vang lên, hắn ta ra tay, từng tia trưởng mang hỏa diễm đánh ra. Phá tan những làn sóng âm có thực thể kia. Quá trình khá mạo hiểm nhưng vẫn bình ổn, hắn ta vững vàng đáp xuống tường thành. Dương Phàm vừa mới đặt chân lên tường thành, còn chưa kịp thở phào, sau lưng hắn ta đột nhiên xuất hiện một tia kiếm quang. Kiếm quang tiêu tán, Lâm Nhất hiện thân, trong nháy mắt đã đáp xuống tường thành, tốc độ nhanh đến mức rất nhiều người hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Một lát sau, trong không khí mới vang lên tiếng xé gió chói tai cùng với tiếng trống trận. Răng rắc. Lâm Nhất đã đặt chân lên tường thành, nhưng kiếm ý của hắn còn sót lại giữa không trung vẫn chưa tan biến, chung chém vỡ những làn sóng âm đinh tai nhức óc kia. Cao thủ. Tốc độ nhanh quá, không ngờ đến cả trống trận cũng không phản ứng kịp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu kiếm ý không đủ mạnh thì không thể phá vỡ uy áp của thành Long Vân. Dù thân pháp có tốt đến đâu cũng không thể thi triển được. Vị kiếm khách này rất mạnh, là cao thủ, nhưng hắn là ai vậy? Ai mà biết, quần long thịnh yến có rất nhiều cao thủ bí ẩn, nhân tài kiệt xuất dạng này sẽ chỉ ngày càng nhiều. Bốn phía liên tục vang lên những tiếng thốt ngạc nhiên, Lâm Nhất nhảy lên tường thành một cách nhanh gọn khiến rất nhiều người kinh ngạc. Khi Lâm Nhất đặt chân lên tường thành,
một luồng khí huyền hoàng bắn lên từ dưới mặt đất, chớp mắt đã chui vào trong ngọc bội bên hông hắn. Vù! Ngọc bội lập tức trở nên sáng hơn nhiều, khí huyền hoàng như nước rửa sạch bên trong ngọc bội, tràn đầy linh tính. Lâm công tử, đã lâu không gặp. Khi mọi người ở đây đang kinh ngạc trước thực lực của Lâm Nhất, một giọng nói giòn giã vang lên, hai nữ tử chậm rãi bước tới. Cả hai người đều có phong thái riêng, đặc biệt là người nói, nàng ta có dung mạo xinh đẹp không hề thua kém Khuynh Nhược U. Đó là Mạc Linh và Liễu Vân Yên của Thư viện Thiên Phủ ở thành U Châu. Hai người xuất phát sớm hơn Lâm Nhất nên leo lên tường thành trước một bước, sớm đã nhìn thấy hắn. Là đệ nhất mỹ nữ Mạc Linh của thành U Châu, không ngờ nàng ấy lại biết người này. Thiếu niên này cũng có lai lịch đấy. Mỹ nữ luôn thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là nữ tử có phong thái như Mạc Linh, huống hồ Liễu Vân Yên bên cạnh nàng ta cũng không thua kém. Lâu rồi không gặp, Lâm Nhất nhìn về phía hai nữ tử khẽ gật đầu, cười đáp. Sâu trong lòng hắn có phần xúc động, thoáng chốc thời gian đã trôi qua thật lâu, hắn còn nhớ lúc mới rời khỏi đế quốc Đại Tần, gặp Liễu Vân Yên và tranh đoạt Kim Liên Tử Hoa giúp, hắn vẫn chưa bước vào tử phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.